Cùng Lê Lão Tổ luận đạo, đây là trung thổ thần châu tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ cơ duyên, đơn giản là vị này Lê Lão Tổ sống hơn nghìn năm, là cùng Diệp Bắc Huyền cùng ở vào một thời đại bên trong nhân vật. Hắn đối với đạo lĩnh ngộ, đối với tu hành kiến giải, đều có chỗ độc đáo, hơn nữa trong tay hắn còn nắm trong tay rất nhiều vô song bí thuật, nếu có được thứ nhất, cũng có thể làm cho chính mình thực lực đại đại tăng vọt, có thể cùng Lê Lão Tổ luận đạo, hoàn toàn không thua gì thu được một thượng cổ truyền thừa. Chỉ là, lấy Lê Lão Tổ thực lực cùng bối phận, để ở trong mắt Thổ Thần Châu, cho dù là vũ hóa thần môn môn chủ cũng không có tư cách này có thể cùng lê lão tổ luận đạo trên đời này có thể có tư cách cùng lê lão tổ luận đạo chỉ có năm đó diệp bắc huyền chỉ có điều diệp bắc huyền sớm đã bước vào thần vực không tại trong thiên vũ đại lục khi vũ hóa thần môn rất nhiều đệ tử nghe nói trần mục bị lê lão tổ đặc biệt thỉnh tiến đến luận đạo lúc biểu lộ cũng đều trở nên đặc sắc liền thu cứu thiên cùng bồi ấu vì những thứ này đỉnh tiêm thiên kiêu đều mắt lộ vẻ hâm mộ bất quá bực này chuyện tốt cũng không tư cách buông xuống đến trên đỉnh đầu bọn họ tới cho nên bọn hắn cũng nhìn rất thoáng, cũng không đi ghen ghét cái gì. Nhưng mà, ai cũng sẽ không biết, cùng Lê Lão Tổ luận đạo là cơ duyên to lớn, cùng Trần Mục luận đạo, mới thật sự là 10 đời đều tu không tới phúc Phật, lấy Trần Mục làm người hai đời, đối với, đạo cảm mộ cùng lý giải, toàn bộ thiên vũ đại lục cũng không có người có thể bằng. Trận này luận đạo, đàm luận 3 ngày 3 đêm, không ai dám tới quấy giày, liền môn chủ Lê Hằng Thư đều chỉ có thể thủ tại sơn cốc bên ngoài, không dám tùy ý đặt chân. Chỉ có điều, bọn hắn thỉnh thoảng sẽ đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng sâu trong sơn cốc đối với phía trước lê lão tổ nhập ma sự tình hắn đến nay còn có lưu nỗi khiếp sợ vẫn còn sợ lê lão tổ lại độ nhập ma bất quá lo lắng của hắn thủy chung là dư thừa lần này trong sơn cốc một mảnh yên tĩnh an lành ba ngày sau đó trần mộc cùng lý tiên ngư đi ra phía sau núi oanh động vũ hóa thần môn hôm nay bóng đêm như nước tinh không lập lòe lê lão tổ đứng tại đỉnh núi hắn thân thể lưu động thần huy có siêu phàm thoát tục ý vị So với phía trước, hắn càng thêm thần bí. Ánh mắt hắn nhìn ra xa, trong mắt hình như có quang thải đang cuộn trào, khoảng cách xa nhìn chăm chú lên Trần Mộc rời đi, suy nghĩ phức tạp, không biết nghĩ đến một ít gì. Sau một hồi lâu, hắn cuối cùng là nhẹ nhàng phun ra một câu nói, Trần Mộc, người đến cùng là thần thánh phương nào. Sau một khắc, thân hình của hắn biến mất ở đỉnh núi, lại đột tiến vào trạng thái bế quan, chỉ có điều lần này bế quan cùng lúc trước bế quan hoàn toàn khác biệt. Lần này, Lê Lão Tổ đã ngộ được vương đạo cảnh cánh cửa bắt đầu toàn lực xung kích vương đạo cảnh. Đến nỗi Lý Tiên Ngư, hắn vẫn là lấy tiên phong đạo cốt một dạng khí chất nghênh nhân, chỉ có điều so với phía trước, quanh người hắn tràn ngập lấy tinh thần ba động, cường thịnh hơn, hắn trở lại tinh phong sau đó, liền như là mọi khi đồng dạng, vẫn như cũ xếp bằng ở chủ phong bên trên ngồi xuống. Không có người biết được Lý Tiên Ngư tại trong trận này luận đạo, ngộ ra được cái gì, nhưng có thể dự đoán là Lý Tiên Ngư thu hoạch không thể so với Lê lão tổ còn ít hơn. Ngược lại là Trần Mộc, người người đều cảm thấy hắn thu hoạch là lớn nhất, nhưng ra đám người dự liệu chuyện, bận làm việc ba ngày, hắn nhìn qua giống như là có chút mỏi mệt, trở lại tinh phong sau đó, liền trốn ở trong gian phòng nằm ngáy o o một hồi, thẳng đến lúc chạng vạn tối, mới bị thù cứu thiên cùng bồi ấu vì bọn người từ trên giường kéo lên. Thù cứu thiên cùng bồi ấu vì bọn người, đều có vẻ hơi kích động, muốn từ trần mộc trong miệng nhô ra lê lão tổ cảm. Ngộ, trần mộc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lại cùng thù cứu thiên bồi ấu vi giảng kinh luận đạo mấy canh giờ, thẳng đến lúc đêm khuya, mới đem bọn hắn mấy người cho đuổi đi. Đến nước này, liên quan tới Trần Mục cùng Lê Lão Tổ đám người luận đạo, phong ba mới dần dần lắng lại, bất quá chuyện này đưa tới oanh động quá lớn, đến mức trong thời gian mấy ngày kế tiếp, đều không thiếu thốn có chuyện tốt người đang nghị luận. Đêm hôm ấy, hạo nguyệt như khai bạc, óng ánh trong suốt, treo trên cao thương khung, từng sợi duy mỹ ánh sáng màu bạc, vô tận tung xuống, tinh đấu đầy trời, quần sơn trong hoàn toàn mông lung. Tinh phong 17 ngọn núi, vẫn là có đếm không hết tinh huy đang lưu chuyển, thần bí loa mắt, vô cùng mê người. Ở buổi tối hôm ấy, yên lặng như tờ, lê lão tổ bế quan lê hằng thư bế quan liền lý tiên ngư cũng như cổ tăng bàn xếp bằng ở đỉnh phía trên tiến vào trạng thái tu luyện tông môn một mảnh yên lặng giống như là bão tố đi qua bầu trời không nổi lên được gợn sóng mà liền như vậy lúc vài tên thân mang áo đen khách không mời mà đến lại lặng yên đến bọn hắn nhẹ nhóm vượt qua vũ hóa thần môn trọng trọng dãy núi đứng ở tinh phong một tòa cao nhất núi phụ phía trên quan sát toàn bộ tinh phong địa giới đầy trời sao tô điểm giữa thiên địa phảng phất có từng cái tuyến đang đan xen loại dây này cũng không phải là cái gì linh lực, mà là tinh phong độc hiếu, từ thuần túy tinh quang chỗ đổ bê tông mà thành quang hồ. Tại trong màn đêm, loại này quang hồ rực rỡ lóa mắt, diễn sinh huyền bí đại đạo chi lực, ở trong hư không xây dựng thành đủ loại đường vân. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô cùng thần bí, đây chính là tinh phong sao, quả nhiên danh bất hư truyền, cầm đầu một cái người áo đen khóe miệng ngậm lấy một nụ cười, mở miệng nói. Những người áo đen này dưới ánh trăng, thân thể cao lớn, ánh mắt thâm thúy, ánh mắt như kiếm nhìn chằm chằm phía trước. Bọn hắn sợi tóc nhẹ nhàng, toàn thân áo đen theo gió mà động, khí tức nhỏ bé đến ngay cả thường nhân đều khó mà bắt giữ, cho dù là trong Vũ Hóa Thần môn, hoàng cảnh cường giả vô số, bây giờ lại hiếm có người phát hiện được sự hiện hữu của bọn hắn. "Đại ca, muốn đi qua sao?" Trong đó một tên làn da hơi có vẻ đen thui nam tử liếc mắt nhìn mảnh này trong yên tĩnh dãy núi, đáy mắt giống như u đầm, phiền muộn mà thâm trầm, nhẹ giọng hỏi. Người cầm đầu lắc đầu, "Không cần, chúng ta vừa đến, thánh nữ tất nhiên có cảm ứng, hắn nếu không muốn gây nên đại chiến họa loạn mà nói." tự nhiên sẽ chủ động đi ra. Hắn ánh mắt trông về phía xa mà đi, nhìn chăm chú hướng về phía chủ phòng ở giữa một chỗ đất trống, đất trống tọa lạc không thiếu nhà tranh, ở trong đó một gian trong túc lều, hắn cảm ứng được một đạo khí thức quen thuộc, bất quá hắn cũng không gấp gáp, Hàn Giang Tuyết dù sao cũng là thái cổ vu tộc thánh nữ, hắn cũng nên cho đối phương mấy phần chút tình mọn. Gương sáng một dạng hào nguyệt treo ở trên bầu trời, đem rõ ràng như nước chảy chút xuống đến rộng lớn đại địa bên trên. Hàn Giang Tuyết đứng ở trước bệ cửa sổ, như lưu ly li đôi mắt đẹp nhìn qua cái này luận gương sáng hào nguyệt linh lung thân thể mềm mại khẽ run tuyệt sắc dung mạo xuất hiện gợn sóng đáy mắt quang hoa lấp lóe biến ảo chập trờn sốt cuộc đã đến sao so trong tưởng tượng của ta nhanh hơn a à, nàng suy nghĩ có chút phức tạp nàng dự đoán đến cái này một số người sẽ đến nhưng mà lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn để ta trở về sao hàn giang tuyết lắc đầu khổ tâm nở nụ cười nàng nhìn về phía căn phòng cách vách bây giờ gian phòng kia cửa phòng đang khóa chặt trong phòng người cũng rất yên tĩnh, cũng không có bất kỳ khác thường. Cuối cùng, nàng không tiếp tục dừng lại, thướt tha thân thể mềm mại mở ra, nhẹ nhàng ra cửa. Núi phụ phía dưới, một chỗ tĩnh mịch yên lặng trong rừng rậm, cành lá xanh tươi, phủ lên trên đỉnh đầu nguyệt quang. Hàn Giang Tuyết đi lại im lặng, lặng yên mà tới, tại tiền phương của nàng, vài tên người áo đen đã đợi chờ đã lâu, tại nhìn thấy Hàn Giang Tuyết một khắc này, bọn hắn ánh mắt rõ ràng lập lòe nóng bỏng cùng kinh ý, một gối quỳ xuống. Trong đó cầm đầu tên kia nam tử áo đen, hai tay ôm quyền, kính tại phía trước, cung kính lên tiếng, phụng ta tộc chi mệnh, chủ mạch đệ thất mạch yêu kinh khoảng không, bái kiến ta tộc thánh nữ. Thánh nữ, chúng ta đợi đợi đã lâu, xin ngài cùng chúng ta trở về đi. Yêu kinh khoảng không ánh mắt sáng rực, rơi vào trên thân hàn giang tuyết. Từ thái cổ thời đại sinh sôi đến nay cổ tộc cũng không nhiều, bất quá là lông phượng lân trào tồn tại, bọn hắn nội tình thâm hậu, càng có vô thượng đế cảnh cường giả tỏa chấn, cho dù là tại thần vực phía trên, cũng là hiển hách một phương siêu cấp đồ vật to lớn. Tộc nhân bọn họ đông đảo, đến hàng vạn mà tính, thiên kiêu xuất hiện lấp lấp, càng có vô số tài nguyên tu luyện phụng dưỡng, cho nên thực lực cũng vượt qua thường nhân cường đại. Cũng tỉ như trước mắt yêu kinh khoảng không, hắn dám không kiêng nể gì cả, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng xâm nhập vũ hóa thần môn, có thể gặp cho hắn lòng có nhiều ngạo, tòa này hưng thịnh mấy ngàn năm cổ lão tông môn, hắn tựa hồ căn bản là không có không coi vào đâu. Nhưng mà, bọn hắn tại gặp mặt Hàn Giang Tuyết lúc, đều ngoài dữ liệu biểu hiện ra 10 phần tôn kính, chỉ vì Hàn Giang Tuyết tại trong thái cổ vu tộc, chính là thân phận thánh nữ. Hàn Giang Tuyết đã rời đi tộc đàn 16 năm, nếu không phải là lần này Hàn Giang Tuyết tấm thân xử nữ bị phá, phu tộc chồng xuống phong ấn bị xé nứt, chỉ sợ bọn họ cũng khó có thể tìm được Hàn Giang Tuyết dấu vết. Hàn Giang Tuyết nhìn xem yêu kinh khoảng không ánh mắt sáng quắc, biết được nàng lần này cũng trốn không thoát, vì để tránh cho đem mầm tai vạ liên lụy đến vũ hóa thần môn, Hàn Giang Tuyết không nói một lời, đi thẳng về phía trước. Nhưng vào lúc này, một đạo thiếu niên thanh âm, nhưng từ sau lưng truyền đến, người xác định ngay cả chào hỏi đều không đánh, liền chuẩn bị rời đi sao hàn giang tuyết trong lòng giật mình lập tức quay đầu lại liền gặp được thân mang một bộ lam nhạt quần áo hai đầu lông mày mang theo một nụ cười thiếu niên đã đứng ở dưới một cây đại thụ con mắt màu đen tựa như tinh không giống như lập lòe óng ánh sáng bóng ngươi hàn giang tuyết há to miệng gương mặt có chút kích động nhưng rất nhanh nàng lại đôi mắt đẹp cụp xuống ánh mắt lộ ra một vẻ khẩn trương ngươi không nên tới cái này hàn giang tuyết ngưng trọng nói ta biết ta không nên tới nhưng mà nếu là ta không tới liền có chút không giống một cái nam nhân Trần Mộc cười nói, răng trắng như tuyết, nhếch nhẹ khóe miệng. Hàn Giang Tuyết nhíu mày, quả nhiên, tại Hàn Giang Tuyết sau lưng, Yêu Kinh không chạm đứng người dậy, hắn ánh mắt như lôi đình như thiểm điện, sắc bén vô cùng, băng lãnh rét thấu xương, giống như là trời đông giá rét tới. Nghe giữa hai người đối thoại, hắn cũng cơ bản có thể đánh giá ra, Trần Mộc chính là cướp đi Hàn Giang Tuyết tấm thân xử nữ người. Không nghĩ tới, Thánh Nữ đại nhân, ánh mắt của ngài thế mà kém như thế, thế mà lựa chọn một người nam nhân như vậy. Yêu Kinh khoảng không rất là thất vọng. Hắn nguyên lai tưởng rằng, có thể để cho Hàn Giang Tuyết coi trọng nam nhân, ít nhất cũng sẽ là một cái tuổi trẻ siêu cấp thiên tài, lại không nghĩ rằng, lại là như thế một cái ngay cả hoàng cảnh đều không bước vào phế vật. Ngươi, tựa hồ rất ghen ghét ta, Trần Mộc nhíu mày, đáy mắt mang theo vẻ tươi cười, cười lạnh nói. Hắn nhìn ra được, nam nhân này, ngoại trừ đối với Hàn Giang Tuyết có kinh ý, tựa hồ còn kèm theo một chút những thứ chưa. Biết khác không hiểu ái mộ chi ý, hừ, yêu kinh không lãnh cười một tiếng. Ánh mắt hắn bỗng nhiên phóng thích ra sát khí kinh thiên, để cho cái này phương xâm lâm vạn mộc vỡ nát, vô tận lá rách tàn lụi, ngay cả không gian đều tựa như ngưng động. Ngươi nếu là cục đuôi trốn đi, có lẽ còn có thể bình an vô sự, chỉ là đáng tiếc, ngươi tựa hồ có chút ngốc một chút, ở thời điểm này ló đầu ra, chính là đang chờ ta rất ngươi. Yêu kinh khoảng không ánh mắt giống như lôi điện, bắn ra mà ra, hắn một ngón tay bắn ra, một đạo thần hồng xé rách trường không, cường thịnh tuyệt luân, trực chỉ trần mộc cổ họng. Không có người có thể ngăn cản một kích này, hạo nguyệt thất sắc, hàn quang chiếu sáng thiên địa, yêu kinh khoảng không từ thái cổ vu tộc mà đến, không nhìn vũ hóa thần môn hộ tông đại trận, trực đảo Hoàng Long, hắn có thực lực, cũng có tuyệt đối tư cách, để cho hắn coi trời bằng vung. Nhưng mà, tại yêu kinh chống không đạo kia thần hồng phóng tới lúc, vẫn chưa đến trần mộc cổ hỏng phía trước, một đạo phảng phất từ tinh huy chỗ đúc thành thánh kiếm, cũng đã đem đạo này thần hồng cho chặt đứt. Phanh, oanh minh âm thanh lớn vang vọng, khói lửa cuồn cuộn, Lý Tiên Ngư chẳng biết lúc nào, đứng ở trần mộc trước người, quanh người hắn lập lòe vô tận tinh huy, những thứ này tinh huy đều bắt đầu cháy rừng rực, tản ra thần uy cái thế, tóc trắng loạn vũ, đôi mắt giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, không thể nhìn thẳng. Hắn nhìn chằm chằm yêu kinh khoảng không, nhàn nhạt mở miệng, đây là vũ hóa thần môn, cũng không phải các ngươi cản dỡ chỗ. Hắn thần hồng bị chấn nát, yêu kinh khoảng không khuôn mặt vô hỉ vô nộ, lạnh lùng vô cùng. Nửa bước vương đạo cảnh, đây cũng là người cậy vào sao? Hắn nhìn xem Trần Mộc, khinh thường nở nụ cười, thế giới to lớn như thế, tầm mắt của các ngươi lại nhỏ như vậy. Vũ Hóa Thần Môn, chỉ là một cái hạ vị diện thế lực, cũng dám ở trước mặt chúng ta càn dỡ đừng nói là làm càn chính là san bằng vũ hóa thần môn cũng chỉ là tại ta một ý niệm yêu kinh khoảng không hai tay thả lỏng phía sau hắn tóc đen bay múa đôi mắt thâm thúy tựa như một tôn chân thần hạ phàm thần linh giống như cường thế vô cùng đủ lúc này hàn giang tuyết cũng không nhìn nổi lên tiếng dày đôi mắt đẹp trở nên vô cùng lăng lệ ta cùng các ngươi trở về các ngươi nếu là không muốn mang đi một cỗ thi thể trở về giao nộp mà nói liền dừng tay cho ta thánh nữ yêu kinh khoảng không nhíu nhíu mày sắc mặt hình như có chút không vui. Bất quá, hắn nhìn xem Hàn Giang Tuyết kiên quyết ánh mắt, hắn cuối cùng là cắn răng, không tiếp tục ra tay. Hắn nhận biết Hàn Giang Tuyết đã thời gian không ngắn, cũng hiểu biết tính tình của đối phương, nếu là đem Hàn Giang Tuyết ép vào tuyệt lộ, cái sau thật có khả năng làm ra để cho người ta dự đoán không tới sự tình tới. Yêu kinh khoảng không, người lui ra, lúc này, từ phía sau đám người, một tên khác người áo đen từ trong bóng tối đi ra, Nguyệt Quang xuyên qua lá cây ở giữa khe hở, chiếu ở trên người nàng, toàn thân óng ánh lập lòe, như cửu thiên huyền nữ buông xuống phàm trần. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, tại món kia rộng lớn áo đen phía dưới, ẩn giấu càng là một tấm tuyệt sắc động lòng người hoa lệ dung mạo, nàng niên linh ước chừng mươi mấy tuổi, nhưng vẫn như cũ phong hoa tuyệt đại, da thịt trắng hơn tuyết, tiên tư tuyệt lệ, phượng nhi động lòng người. Tiểu Di, khi Hàn Giang Tuyết nhìn thấy một tên này hoa lệ nữ tử, gương mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, trực tiếp xông đi lên, ôm lấy nàng. Hoa lệ nữ tử sờ lấy Hàn Giang Tuyết tóc, cái kia trương tuyệt sắc hương mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ nụ cười tiểu nha đầu chạy đến lâu như vậy thật đúng là hại chúng ta một phen đáng tìm tiểu di người cũng biết ta không thích trong tộc loại kia khuôn sáo bị người thời khác dám thị lấy sinh hoạt hàn giang tuyết đại mi trao lên cúi đầu rụt rè đạo ngươi là cao quý ta tộc thánh nữ rất nhiều chuyện tự nhiên là cần phải có người quản hoa lệ nữ tử khẽ cười nói tiếp lấy đôi mắt đẹp của nàng thì nhìn hướng về phía trần mộc mà đến ánh mắt thanh lãnh giống như cho người ta một loại khoảng cách cảm giác, không cho người khác tới gần. Đây chính là đoạt ngươi tấm thân xử nữ nam nhân sao? Hoa lệ nữ tử hỏi, Hàn Giang tuyết sắc mặt có chút khẩn trương, tay nhỏ niết chặt nắm lấy hoa lệ nữ tử một con ngọc cánh tay, nói khẽ tiểu di, ta là tự nguyện, người chớ làm tổn thương hắn. Hoa lệ nữ tử thở dài một hơi, tuyết nhi, người cũng đã trưởng thành, rất nhiều chuyện chính mình có chủ kiến, bất quá, người hẳn là so bất luận kẻ nào đều biết, trên người ngươi huyết mạch trọng yếu bao nhiêu, cũng hiểu biết trong tộc những cái kia ngoan cố lão gia hỏa có bao nhiêu cổ hủ ngươi làm như vậy không phải đang giúp hắn là đang hại hắn ta hàn giang tuyết há to miệng trong miệng vẫn là không có phản bác trở về nàng rất rõ ràng vị này tiểu di tính tình chỉ sợ trêu đến nàng mất hứng hoa lệ nữ tử lắc đầu tiếp lấy nàng chậm rãi đi tới thân thể mềm mại bao phủ thần vòng trong trẻo lạnh lùng ánh mắt có chút khiếp người trong lúc vô hình lại cho người ta một loại vặn vẹo không gian cường đại cảm giác áp bách lý tiên ngư gương mặt ngưng trọng nhìn xem nàng so với trước đây yêu kinh khoảng không vị này hoa lệ nữ tử rõ ràng mới là một vị chân chính đại nhân vật hơn nữa thực lực tuyệt đối bất phàm chỉ là hoa lệ nữ tử cũng không có muốn động thủ ý tứ nàng nhìn chăm chú hướng trần mộc mà đến lạnh lùng mở miệng tiểu tử ta không biết ngươi cùng hàn giang tuyết chỉ ở giữa cảm tình sâu bao nhiêu bất quá nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên cái này khu khu thiên vũ đại lục ở trong mắt ta tộc bất quá là giọt nước trong biển cả hôm nay nể tình ta tộc thánh nữ trên mặt mũi bản tọa không rất ngươi Bất quá, bản tọa khuyên ngươi một câu, có ít người không phải ngươi có thể có, có nhiều thứ, cũng không phải ngươi có khả năng tiếp xúc được. Ngươi tốt nhất đem đây hết thảy xem như một giấc mộng, nếu có ý khác, đừng nói là thánh nữ, chính là thiên vũ đại lục đệ nhất cường giả tới, cũng không giữ được ngươi. Phu nhân nữ tử âm thanh cũng không vang dội, nhưng lại rất vô tình, có lẽ dưới cái nhìn của nàng, Trần Mộc chỉ là sơ ý một chút nếm được thiên nga người may mắn, bất quá, loại này may mắn chỉ có thể có một lần. Nếu là Trần Mộc còn có tâm tư khác mà nói, vậy nàng không ngại, để cho Trần Mộc mãi mãi, đoạn tuyệt ý nghĩ như vậy, bởi vì nàng biết được, Hàn Giang tuyết đối với thái cổ vu tộc ý nghĩa. Nhưng mà, nghe lời nói này sau đó, Trần Mộc lại là lắc đầu nở nụ cười. Cỡ nào thế giới thực tế, lại là loại này lý do thoái thác, các ngươi không nói chán, chính ta đều nghe ngán. Phía trước tần như nguyệt là như vậy, bây giờ phu nhân nữ tử cũng là như vậy. Mỗi người đều đang nói cho hắn, thế giới lớn bao nhiêu, mà hắn có nhiều nhỏ bé. Thật tình không biết, hắn thấy qua thế giới, lại là đối phương có khả năng sánh bằng. Trần Mộc chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia con mắt màu đen bên trong, có một phòng cười nhạo, ta biết ngươi có lẽ không quá tin tưởng, bất quá ta muốn nói cho ngươi một câu, ta so ngươi hiểu rõ hơn thế giới rộng lớn đến mức nào. Từ Cửu Thiên Thần vực giới, Tiên khung cung khuyết, cho tới Cửu U Huyền Minh, vực sâu địa phủ. Cái này từng cái, ngươi là có hay không lại đi qua, phải chăng lại nhìn qua. Hoa Lệ nữ tử nhíu mày, đáy mắt dần dần có một tia băng lãnh phun trào. Ta cũng không phải là đang nói cho ngươi, ta có bao nhiêu tri thức uyên bác, mà là muốn nói càn khôn chưa định, người ta tất cả hắc mã, chớ lấy nhất thời được mất định thiên hạ. Ai làm sao từng không phải từng bước một trưởng thành, chớ quá. Coi thường người trong thiên hạ này, thật tình không biết, trăm ngàn năm sau, bọn hắn cũng có thể là trở thành trong trời đất này số một người nổi bật. Đừng quên, năm đó Diệp Bắc Huyền, cũng là như vậy từng bước một trưởng thành, cho dù là thần vực phía trên, cũng không người có thể che lại hào quang của hắn. Hoa lệ nữ tử ngơ ngác một chút, hắn nhìn xem thiếu niên cái kia có chút sáng tỏ và trói mắt hai con ngươi, cái sau cái chủng loại kia tự tin cùng nhuệ khí, để cho nàng có chút ngoài ý muốn. Hồi lâu sau, nàng cuối cùng là nở nụ cười, chỉ có điều, bực này nụ cười có vẻ hơi mỉa mai. Ta không phủ nhận, thế gian luôn có như vậy một chút thiên kiêu, có thể dùng đạp nát phân tiêu, đi lên vô địch lộ, trở thành giữa thiên địa số một người nổi bật, tỉ như năm đó Diệp Bắc Huyền. Bất quá, thiên tài chú định chất hiểu, lớn như vậy thiên vũ đại lục, mấy ngàn năm qua, cũng chỉ bồi dưỡng Diệp Bắc Huyền như thế một cái yêu nghiệt, liền ngươi cũng nghĩ bắt trước hắn ngươi không cảm thấy ngươi nói lời nói này có chút buồn cười điểm sao trẻ tuổi có nhuệ khí là chuyện tốt bất quá chờ sau này khi thiếu niên ở trước mắt bị thực tế rèn luyện không sai biệt lắm hắn liền sẽ rõ ràng diệp bắc huyền cường đại không phải người khác có thể bắt trước cho đến lúc đó có lẽ không cần người khác thuyết phục trần mộc chính mình thì sẽ thả bỏ bởi vì con đường kia chú định thi cốt từng đống mà trần mộc có thể chỉ là đông đảo thi cốt một trong vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi ta nghĩ kết quả kia sẽ không quá lâu Trần Mộc liếm môi một cái, con mắt màu đen dần dần leo trèo lên vô số tơ mấu, tựa như một đầu như dã thú, có thị sát chi khí. Lúc trước hắn nói qua, ít thì 5 năm, nhiều thì 10 năm, hắn nhất định đem trở lại thần vực giới, nhưng là bây giờ, hắn có sự tự tin mạnh mẽ, căn bản vốn không cần 5 năm, chỉ cần 3 năm. Trong 3 năm, hắn nhất định có thể quay về thần vực, đến lúc đó, hắn rất muốn nhìn một chút trong ngày xưa những cái kia cũ địch, lại độ nhìn thấy hắn lúc lại là cỡ nào đặc sắc biểu lộ. Ở kiếp trước, hắn có thể chấn áp thần vực tất cả thiên tài không ngóc đầu lên được một thế này hắn đồng dạng có thể hừ nực cười người hoa lệ nữ tử cười lạnh liếc mắt nhìn hắn đối với hắn lần này tự tin nàng khít mũi coi thường tự tin người ai cũng có bất quá cuối cùng lại có mấy người có thể sống sót đâu những năm gần đây nàng gặp quá nhiều thiên tài nhưng cuối cùng những thiên tài này tuyệt đại bộ phận đều chất hiểu chân chính có thể trở thành vạn cổ không thấy tuyệt đại thiên kiêu chỉ có diệp bắc huyền như vậy một cái đi thôi ta tộc thánh nữ chúng ta nên rời đi Hoa lệ nữ tử không còn lựa chọn cùng Trần Mộc cái lại tiếp, bởi vì cái này dưới cái nhìn của nàng, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hàn Giang tuyết đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Mộc, hốc mắt có chút ửng đỏ, nhưng cuối cùng, hàm Giang nàng khẽ cắn môi đỏ, vẫn là quay đầu đi. Chính như hoa lệ nữ tử nói tới, nàng biết được, lấy trong tộc những trưởng bối kia cổ hủ tính tình, nếu là ép ở lại ở đây, không phải đang giúp Trần Mộc, mà là đang hại hắn, thậm chí là hại toàn bộ vũ hóa thần môn, cho nên, nàng chỉ có thể là chọn rời đi. Nhìn xem Hàn Giang Tuyết kiên quyết quay đầu, Trần Mộc mím môi một cái, tâm tình hơi có vẻ trầm trọng. Hắn biết trước mắt nói bất kỳ lời nói cũng là tái nhợt vô lực. Hắn từng đến từ Thần Vực, cho nên hắn rõ ràng nhất Thần Vực loại địa phương kia có bao nhiêu tàn khốc, đối với Thần Vực cường giả mà nói, bọn hắn căn bản sẽ không đi xem ngươi có bao nhiêu tiềm lực, chỉ có thể nhìn ngươi trước mắt có dạng gì thực lực, có hay không tư cách cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa. Cái này gặp một lần, không phải là một lần cuối, tin tưởng ta. Trần Mộc ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Hàn Giang tuyết bóng lưng, dùng một loại mảnh không thể hơi nhỉ non thanh âm, nói ra đạo, hàn giang tuyết đón gió mà đứng, nàng tối y phiêu khuyết, băng cơ ngọc cốt, tại vũ nghị khí chất phía dưới còn có một tia không dính khói lửa trần gian hương vị, linh hoạt kỳ ảo tuyệt tục, tiên tư vô song. Nàng xem thấy trên đỉnh đầu cái kia một vòng không rảnh hạo nguyệt, sau một hồi lâu, khóe miệng nàng nhấc lên một vòng bướng bình đường cong, giống như trước đây hai người lần đầu tương kiến lúc, nàng mở miệng nói tiểu tử thúi, khẩn trương như vậy làm gì. Càn khôn chưa định, người ta tất cả hắc mã, chưa lấy nhất thời được mất định thiên hạ. Lão nương vẫn tin tưởng ánh mắt của mình, ta chọn chúng nam nhân, tuyệt đối sẽ không kém. Ta chờ người đánh lên thần vực tới, để cho những lão già kia trợn to mắt cho thấy rõ ràng, cái gì mới thật sự là thiên kiêu, cái gì mới thật sự là bất bại. Thanh âm của nàng cũng không tính to, nhưng lại tương đương bá đạo, làm cho Lý Tiên Ngư cùng yêu kinh đợi không người, cũng hơi sướng sờ, có chút không thể phản ứng lại. Trần Mộc nhếch miệng nở nụ cười, lúc này mới hẳn là hàn giang tuyết tính tình, không sợ hãi, quyết chí tiến lên, hắn phá lên cười, ha ha ha, xin nghe hàn tỷ chi lệch, trong ba năm, nhất định đem đánh lên thần vực, chấn áp vạn tộc. Hư, rốt nát tiểu quỷ, hoa lệ nữ tử nghe hai người nhỏ như vậy hài tử nhà tròi một dạng ngây thơ nói chuyện, vẫn là khinh thường nở nụ cười, chấn áp vạn tộc. Loại lời này tại nàng nghe tới, là như thế cuồng vọng vô tri Nàng kéo hàn giang tuyết tay ngọc, cuối cùng là không cho đối phương càng nhiều dừng lại thời gian, trực tiếp phải hướng về xa bên cạnh bầu trời mau chóng vút đi theo bọn hắn rời đi, bao phủ tại trong vũ hóa thần môn cái chủng loại kia cảm giác áp bách, vừa mới lặng lẽ tán đi. Xa xôi chỗ phía sau núi, Lê Hằng Sơn cùng Lê Lão Tổ hai người, nhìn thấy đối phương rời đi cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nếu là thật đại chiến, đối với vũ hóa thần môn mà nói tuyệt đối là hại lớn hơn lợi. Ta chỉ là ngờ tới tiểu nữ oa đó thân phận không đơn giản, lại không nghĩ rằng, nàng lại là thái cổ vô tộc thánh nữ. Lê Hằng Thư khẽ thở dài. Nghĩ đến năm năm trận kia, huyết môn án, hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, cũng may mắn trước đây Lê Lão Tổ đứng ra, bằng không mà nói hắn bây giờ liền phải ủ thành sai lầm lớn. Nếu là thật sự đem Hàn Giang Tuyết xuất đi, chỉ dựa vào bây giờ vũ hóa thần môn, là tuyệt đối không chịu đựng nổi thái cổ vu tộc lửa giận. Lê Lão Tổ ngài thực sự là anh Minh A, à, ánh mắt vẫn như cú cay độc A, à, làm những chuyện như vậy đều thâm mưu mơ hồ, cùng ngài so ra, tiểu tử ta cuối cùng vẫn là quá non nớt. Lê Hằng thư hướng về phía Lê Lão Tổ ôm quyền, một câu nịnh nọt lời nói như mộc xuân phong giống như, dương đi ra. Lê Lão Tổ liếc mắt nhìn hắn, đáy mắt có vẻ khinh bỉ thản nhiên nói bớt ở chỗ này nói những lời nói nịnh hót này nhớ kỹ đối với trần mộc tốt một chút nếu không lão phu lột da của ngươi ra dứt lời hắn liền phẩy tay áo một cái một lần nữa trốn vào trong núi rừng biến mất không thấy gì nữa lê hằng thư bất đắc dĩ thở dài hắn người môn chủ này làm khá không có tôn nghiêm a à. bất quá lê lão tổ sống hơn nghìn năm là cùng diệp Bắc huyền cùng cái thời đại nhân vật ánh mắt không phải người bình thường có thể so sánh hắn nhưng cũng nói ra Trần Mộc có thể để cho Vũ Hóa Thần môn hưng thịnh 4000 năm, vậy thì nhất định có đạo lý của hắn. Ánh mắt của hắn lại độ nhìn thật sâu Trần Mộc một mắt, đồng dạng giấu thân hình. Tinh phong một tòa núi phụ ở giữa, nhìn xem Hàn Giang Tuyết bọn người không vào đêm sắc bên trong, hắn cũng không lại ngừng chân dừng lại, quay đầu hướng về Lý Tiên Ngư ôm quyền cười nói, "Lý trưởng lão, cảm tạ." Lý Tiên Ngư khoát tay áo, cười nói, "Việc rất nhỏ, bất quá, người kế tiếp tựa hồ có chút áp lực a." À, tiểu nữ hoa đó thân phận to lớn như thế, người nếu là, muốn từ thái cổ vu tộc bên trong mang đi nàng, đoán chừng có thật dài lộ muốn đi. Phải biết, tại trong thái cổ tộc đàn, vu tộc thế nhưng là xếp vào đỉnh tiêm cấp độ, không nói là tại thần vực, chính là tại trong chúng ta thiên vũ đại lục, đều có không ít bọn hắn chi mạch tộc đàn. Tại thiên vũ đại lục Bắc Cương chi địa, liền có vu tộc bộ lạc, bọn hắn là một cái thần bí chủng tộc, cho dù là bây giờ vũ hóa như mặt trời ban chưa thần môn, đều đối bọn hắn kiêng rẻ không thôi. Trần Mộc rũi ra lưng mỏi, con mắt màu đen bên trong không chỉ không có chút nào trầm trọng, ngược lại ngậm lấy một vòng tự tin. Áp lực sao, nếu là cho hắn một chút thời gian, thái cổ vu tộc đây tính toán là cái gì, hắn kiếp trước chân áp thái cổ tộc đàn coi như thiếu sao. Lý trưởng lão chẳng lẽ đối với ta không có lòng tin gì. Trần Mộc cười híp mắt hỏi, mái tóc đen dày, che khuất tuyến đầu, thế nhưng lập lòe nhấp nháy tinh quang con mắt, vẫn như cũ mơ hồ mà gặp. Lý Tiên Ngư nhìn chăm chú lên ánh mắt Trần Mộc, cười nhạt một tiếng, nếu như là những người khác, lão phu đối với có lẽ không có cái gì lòng tin, nhưng mà ngươi mà nói, có thể thật có khả năng. Ít nhất, Trần Mục biểu hiện trước mắt, không có chút nào hư tại năm đó Diệp Bắc Huyền. Sẽ không để cho lý trưởng lão thất vọng, Trần Mục cười nói, phải, một đêm này chuyện phát sinh, hiếm có người biết, ngoại trừ vũ hóa thần môn cao tầng, đông đảo đệ tử thậm chí đều không thể phát giác được yêu kinh đợi không người xuất hiện, càng thêm không nghĩ tới, vũ hóa thần môn vừa đã trải qua một hồi nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay. Lấy yêu kinh khoảng không cùng tên kia hoa lệ nữ tử chân thực thực lực mà nói, cái này trong vũ hóa thần môn, ngoại trừ lê lão tổ cùng Lý Tiên Ngư, căn bản không có người nào có thể ngăn được bước tiến của bọn hắn, dù sao, bọn hắn chính là đến từ thần vực cường giả, vô luận là thủ đoạn vẫn là cảnh giới, cũng là vô cùng cường đại. Bất quá cũng may, chàng nguy cơ này cũng không có chân chính bạo phát, cũng là bị đẩy về sau giờ thời gian. Hàn Giang tuyết tĩnh lặng lẽ rời đi, ngoại trừ Trần Mộc, đông đảo đệ tử cũng không có phát giác được cái gì, cho dù là cảm giác được đám người cũng sẽ không đi qua nhiều chú ý bởi vì bây giờ Hàn Giang Tuyết cuối cùng không tính là vũ hóa thần môn đệ tử nàng tới lui căn bản không người có thể quản thúc lui về phía sau trong một đoạn thời gian Trần Mộc cũng một mực tải tinh phong bên trong ngồi xếp bằng tu luyện tòa này hưng thịnh nhiều năm cổ lão tông môn có được gốc gác vô cùng mạnh mẽ bây giờ Trần Mộc cho thấy tuyệt đại vô song võ đạo thiên phú không ai bằng tại trong tông môn địa vị cũng liên tục tăng lên phàm là Trần Mộc mong muốn tài nguyên tu luyện trong vũ hóa thần môn, đều biết cho lớn nhất hậu đãi. Mà bực này đãi ngộ, cơ hồ là tông môn bất luận cái gì đệ tử cũng không có, liền một ít trưởng lão nhóm, đều có chút ghen ghét Trần Mộc hưởng thụ được tài nguyên tu luyện. Bất quá, vừa nghĩ tới Trần Mộc yêu nhiệt chỗ, những trưởng lão kia mặc dù lòng sinh hâm mộ ghen ghét, nhưng cũng không cách nào đi phản đối, bởi vì đây là Lê lão tổ ban phát xuống mệnh lệnh. Trong vũ hóa thần môn tu luyện, coi như bình tĩnh. Liền tại đây giống như trạng thái dưới, đi qua chừng một tháng thời gian. Tinh phong phía sau núi, ở đây, quanh năm bị đậm đà linh vụ bao phủ lấy, bàng bạc mà minh mông linh lực giống như sóng lớn mãnh liệt như nước biển, phun trào ở trong thiên địa này, mơ hồ trong đó, còn có từng đạo như sấm tiếng gào rít từ hư không bên trong vang lên. So với những thứ khác tu luyện phúc địa, ở đây không thể nghi ngờ là thích hợp nhất tu luyện bảo tàng chi địa. Nhưng mà, phiến khu vực này lại là thuộc về Lê lão tổ bế quan tu hành chuyên trúc chi địa, cho dù là thủ thiếu thiên cùng bối ấu vi những thứ này đứng đầu đệ tử, đều không có tư cách tiến vào, nhưng Trần Mộc nhưng là một cái ngoại lệ hắn bị lê lão tổ trao tặng đặc quyền hắn xuất nhập không người ngăn cản bây giờ hắn liền xếp bằng ở một tòa thanh thúy tươi tốt đỉnh núi hai mắt nhắm chặt lấy công pháp dưới sự vận chuyển hùng hồn thiên địa linh khí liên tục không ngừng theo quanh thân lỗ chân lông tiến vào thể nội mang đến một hồi mãnh liệt kim quang sơn cốc sóng lớn mãnh liệt linh khí đều giống như nhận lấy trần mộc dẫn dắt mà trở nên có chút bạo động ẩn nấp tại trong núi rừng những cái kia người canh giữ đều vô tình hay cố ý đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía đỉnh núi chỗ ngồi xếp bằng thiếu niên thân ảnh, thiếu niên quanh thân kim quang tựa như biển, bàng bạc vô cùng, có một loại cái thế vô song cường đại ba động, dạo rực mà ra, càng là làm cho thương khung đều buồn bã biến sắc. Tiểu tử này, thật đúng là một cái dị loại A. Rõ ràng chỉ là bất diệt cảnh thực lực, nhưng mà đối mặt với hắn, ta lại có loại đối mặt một đầu quái vật deja vu. Uy áp như vậy, chỉ sợ sẽ là ngay cả hoàng cảnh tới, cũng có thiếu sót A. Phải, những thứ này người canh giữ sắc mặt đều đang nhanh chóng biến ảo, nhìn xem Trần Mộc ánh mắt vừa có chấn kinh lại có chút kiêng kỵ mang tâm tình rất phức tạp tiếng nghị luận cũng truyền ra có thể được điều động ở đây xem như phía sau núi người canh giữ cũng là có được hoàng cảnh thực lực cấp bậc lấy tư lịch của bọn họ cho dù là tại trong vũ hóa thần môn cũng có thể nhậm chức trưởng lão chi vị nhưng mà bây giờ đối mặt với Trần Mộc bọn hắn hoàn toàn không có niềm tin tuyệt đối có thể đánh bại thiếu niên này khó trách lê lão tổ coi trọng như vậy hắn tuổi tác như vậy chiến lực như vậy thực sự là vạn cổ khó gặp a à. Một cái người canh giữ tán thưởng lên tiếng, khác người canh giữ cũng là sắc mặt nghiêm túc đứng lên, người còn lại nói, ta nghĩ, nếu là lại cho hắn cái một năm nửa năm, chỉ sợ trung thổ thần châu cường giả đỉnh cao hàng ngũ, đều có hắn một chỗ ngồi. ầm ầm ngay tại mấy người nói chuyện ở giữa, giữa phương thiên địa này linh khí, chợt quay cuồng lên, giống như hồng thủy như cuồng chiều, không bị khống chế, phát ra trận trận như sấm tiếng gầm gừ. Chợt, thần quang lóa mắt, đại dương mênh mông như là biển linh lực, liền lấy một loại quán chú hình thức, nhắm ngay trần mộc phương hướng bao phủ xuống nhìn thấy chiến trận như vậy, đông đảo người canh giữ cũng là nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tử này, muốn đột phá, lần trước đang cùng Hàn Giang tuyết một lần cuối cùng trong lúc song tu, Trần Mộc lấy được lớn vô cùng ích lợi, liền đã đột phá đến bất diệt cảnh tam trọng thiên. Bây giờ, tại cái này đem gần một tháng lắng động phía dưới, Trần Mộc chuyên tâm tu luyện, chuyên chú một lòng, cũng cuối cùng nghênh đón bất diệt cảnh tứ trọng thiên đột phá. Oanh, chỉ thấy phía sau núi bên trong, một đạo giống như dòng lũ một dạng mãnh liệt linh khí, quán chú xuống, trong khoảnh khắc, Diệu Nhật một dạng kim quang đem Trần Mộc hoàn toàn bao phủ mà tiến. Ngắn ngủi bất quá nửa canh giờ thời gian, Trần Mộc Linh Hải bên trong, cơ hồ là bị cái này bàng bạc minh mông linh khí chiếm cứ. Loại này linh khí, xa không phải ngoại giới có thể so sánh, toàn này phía sau núi vốn là trung thiên linh tú chi địa, lại thêm ở đây còn có Lê lão tổ tỉ mỉ bày ra chín cấp hối linh trận, hội tụ mà đến linh khí có thể nói tinh thuần vô cùng, căn bản không có sen lẫn quá nhiều tạp chất, một quán chú vào trong linh hải lúc, liền lập tức bị linh hải hấp thu mà đi. Tiếp lấy, một loại hùng hồn vô cùng lực lượng cảm giác ngay lập tức tràn ngập toàn thân, huyết dịch ra tốc lưu thông, thân thể ức vạn cái tế bào đều đang hưng phấn toát ra, giống như là khô khốc giếng cạn nghênh đón mưa móc giống như, tham lam hấp thu. Cũng không lâu lắm, Trần Mộc cũng cảm giác, đối với trong thiên địa trường khống, lại tăng mạnh mấy phần, loại này sức mạnh minh mông cảm giác, để cho hắn đạt đến thân thể cực hạn. Bất quá, Trần Mộc cũng không có bởi vì loại này cực hạn mà có dừng tay dấu hiệu, hắn công pháp vận chuyển, linh lực thu nạp tốc độ, liền càng bắt đầu cuồng bạo rất nhanh, khí tức của hắn liền liên tiếp trèo trướng, đạt đến điểm tới hạn. Oanh, cuối cùng, Trần Mộc thuận thế xuống, hội tụ tất cả linh lực, vào thẳng phá tầng kia điểm tới hạn, linh lực trong nháy mắt hóa thành dòng lũ giống như cuốn sạch lấy toàn thân. Bên trong phía sau núi, một đạo chói mắt kim quang giống như thần linh giống như đang tỏa ra, chung quanh hư không đều bởi vậy chịu ảnh hưởng điên cuồng vặn vẹo, sau đó dần dần bình tĩnh lại. Trở thành, rất nhiều người canh giữ cảm ứng được một màn này, mí mắt cũng là lao nhanh nhảy lên, bọn hắn nhanh nhìn chăm chú về phía Trần Mộc mà đến, nín hơi ngưng thần, ngay cả đại khí cũng không dám loạn thở. Bọn hắn có thể phát giác được, Trần Mộc thời khắc này khí tức lại đạt đến một cái mới tinh độ cao, bất diệt cảnh tứ trọng thiên. Có lẽ bất diệt cảnh tứ trọng thiên đối bọn hắn mà nói, chỉ là trong lúc đưa tay liền có thể chấn áp sâu kiến, nhưng mà, này chủ yếu đạt được người, Trần Mộc bất diệt cảnh nhất trọng thiên thời điểm, liền có thể chiến hoàng cảnh cường giả mà không bại. Bây giờ hắn đã là đạt đến bất diệt cảnh tứ trọng thiên, bên trong hoàng cảnh, thấp trọng thiên cường giả liền không lại lại là đối thủ của hắn. Sơn phong đỉnh chỗ, kim quang hoàn toàn rút đi, Trần Mộc cũng chậm rãi mở ra hai con ngươi, hắn đáy mắt thần quang lập lòe, hình như có kiếm khí tích chứa, hắn nắm quả đấm một cái, cảm thụ được thể nội minh mông linh lực, khóe miệng chậm rãi câu lên một nụ cười. Đạt đến cấp độ như vậy, mỗi một trọng thiên chênh lệch đều cực kỳ chi lớn, bây giờ, Trần Mộc có tuyệt đối tự tin, giống Lăng Nguyên trí nhân vật như vậy, hắn một tay liền có thể trấn áp. Trần Mộc đứng người lên, liếc mắt nhìn rộng lớn phía sau núi chi địa, dự định rời đi nơi đây. Ngay tại lúc sau một khắc, hắn dường như phát giác cái gì khác thường, xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay, một cái xưa cũng ngọc bội ngưng hiện ra, ngọc bội tài năng óng ánh, bên trên không thiếu thái cổ đường vân giao thoa vẻ ngoài, huyền bí ảo diệu. Mà giờ khắc này, cái này ngọc bội đang phóng thích ra một loại nào đó mãnh liệt màu ửng đỏ tia sáng, như có như không thánh hiền giả khí thức, từ trong đó phiêu tán đi ra. A à, lộ, Trần Mộc nhíu nhíu mày, kinh ngạc lên tiếng. Cái này ngọc bội là lúc trước A Lộ rời đi Thiên Vũ Đại Lục phía trước lưu lại cho hắn đồ vật, bên trong ẩn chứa A Lộ một chút sức mạnh, thời khắc mấu chốt có thể cho hắn bảo mệnh. Phía trước từng tại thánh trong mộ, hắn liền động tới một lần, bây giờ bên trong ngọc bội năng lượng đã còn thừa không nhiều lắm. Mà bây giờ, cái này ngọc bội tại không có Trần Mộc thôi động phía dưới, lại tự động phát ra loại này quỷ dị màu ửng đỏ tia sáng, đây là tại biểu thị A Lộ dường như là gặp gỡ nguy cơ gì, đang tại vận dụng tự thân tám thành trở lên sức mạnh, mới có thể gây nên ngọc bội xuất hiện phản ứng sinh mệnh cấm khu bên trong, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Trần Mộc trong lòng kinh nghi bất định, lấy A lộ thực lực, lại có thể có người nào có thể cùng nàng chống lại. Trần Mộc ngừng chân suy nghĩ một hồi, cuối cùng đem ngọc bội một lần nữa thu về, lấy trước mắt hắn thực lực, cũng không giúp được cái gì. Trần Mộc rời đi phía sau núi, khi hắn lại độ trở lại tinh phong thời điểm, đã thấy đến nơi đây đã vây đầy bóng người, đến gần xem xét, mới phát hiện là thủ tiếu thiên bọn người. Bây giờ, Thái Huyền Phong cùng tinh phong ân oán hóa giải, giữa hai ngọn núi quay về cũ hảo, thủ kiếu thiên lai tinh phong làm khách cũng không phải lần một lần hai, cùng tinh. Phong đông đảo đệ tử, sớm đã quen thuộc vô cùng. Phong ca, Trần Mộc bước nhanh mà đến, tinh phong đệ tử thấy hắn, cũng đều là đáy mắt mang theo vài phần nóng bỏng, sưng hô đạo. Trần Mộc hướng bọn hắn gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua, tiếp lấy, hắn đi tới thủ tiếu thiên bọn người phía trước, cười nói cửu sư huynh, rất lâu không thấy, thực lực có chỗ tiến bộ A. Thủ kiếu thiên lắc đầu nở nụ cười. Người cũng đừng chê cười ta, cùng ngươi so ra, ta điểm ấy tiến bộ tính là gì? Hắn đã đột phá hoàng cảnh, đến hoàng cảnh cấp độ này, mỗi một trọng thiên độ khó, muốn so bất diệt cảnh khó khăn gấp 10, cho dù là đi qua thời gian một tháng, cảnh giới của hắn tuy có chút tốc độ tăng, nhưng còn không có nhanh như vậy liền bước vào sinh hoàng cảnh nhị trọng thiên. Ta nghe nói, người gần nhất một mực uốn tại phía sau núi bên trong tu luyện, bây giờ xuất quan, nghĩ đến là có chỗ đột phá a. À? Trần sư đệ, bây giờ vũ hóa thần môn đệ nhất đệ tử, sợ rằng phải không phải ngươi thì còn ai a? À? Thù Tiếu Thiên quan sát một chút Trần Mộc sau, liền kinh ngạc cười nói. Thái Huyền Phong đệ tử không khỏi dò xét hướng về phía Trần Mộc mà đi, bây giờ Trần Mộc nhất cử một nhóm, đều có thuộc chú mục, ngày hôm nay Trần Mộc rõ ràng khí tức muốn so ngày xưa mạnh mẽ rất nhiều. Xem như một lần hậu tích bạc phát a, à, Trần Mộc cười cười, cũng không có giấu diếm thứ gì. Đừng đứng đây nữa, Cửu sư huynh, Bối sư tỷ, cùng đi chúng ta trong cung điện ngồi một chút a. À. Tôn Siêu Nhiên thịnh tình mời, nghe vậy, thủ thiếu thiên ôm quyền, rất có phong độ cười nói, đã như thế, vậy thì quấy dày. Bồi ấu vi trang áo bồng bềnh, mắt ngọc mày ngài, thanh lệ hiểu điệu, dung mạo tuyệt sắc, cũng là điểm nhẹ gật đầu, dịu dàng nở nụ cười, quấy dày. Rất nhanh, mấy người cùng nhau được thỉnh mời lên điện, đây cũng không phải là thủ thiếu thiên bọn người lần đầu tiên tới bái phòng tinh phong, bất quá, đây vẫn là bọn hắn lần thứ nhất đi tới tinh phong chủ điện. So với những ngọn núi chính khác, tinh phong không thể nghi ngờ lộ ra tương đối rách nát ở đây đã không có cái gì tiên linh lượn lờ, càng không có thải quang vạn trường. Nhưng ở đây lại trồng lấy rất nhiều thương tùng cổ mộc, lão đằng quay quanh, cầu nhỏ nước chảy, xem như 18 tòa chủ phong bên trong, cực kỳ có cổ lão mùi vị chủ phong. Mà tinh phong chủ điện, cũng không có khác chủ điện như vậy vàng son lộng lẫy. Đại khí bàng bạc bộ dáng, ở đây càng giống là một tòa lịch sử lâu đời cổ lâu, kiến trúc phục cổ, giống như là đi qua trăm ngàn tuế nguyệt, khắc xuống dấu vết tháng năm, tang thương vô cùng. Tại thông hướng cổ lâu dưới sơn đạo, đều là dùng từng khối gỗ lim gạch đá sở kiến xây mà thành chung quanh hoang mộc trọng trọng gió thổi qua tới liền có vô tận tiêu tiêu lá rụng nhẹ nhàng rất xuống không người quét dọn cùng thanh lý lộ ra vô cùng hoang vu cừu sư huynh bối sư tỷ hoàn cảnh đơn sơ làm các người cười cho rồi tôn siêu nhiên có chút không có có ý tốt gãi đầu một cái lúng túng cười nói trên thực tế đây cũng không phải là bọn hắn tinh phong đệ tử lười biếng mà là tại lý tiên ngư bày mưu tính kế không cho phép bọn hắn tùy ý đi phá hư tinh phong hết thảy bài trí cùng kiến trúc cho dù là trên sơn đạo một chút lá dụng đều không cho phép bọn hắn đi quét dọn cho nên tinh phong mới có thể từ đầu đến cuối cũng là cái bộ dáng này thù tiếu thiên lắc đầu cười nói không có cái gì đơn sơ mỗi một tòa chủ phong đều độc hữu đặc sắc tinh phong đặc sắc mãi mãi cũng là thần bí nhất tại trong hoang vu trôn giấu tuế nguyệt nội tình tại trong rách nát trôn giấu cổ lão sinh cơ đây mới là tinh phong nếu là tướng tinh phong chế tạo thành phố quý đường hoàng bộ dáng ngược lại là tại phá hư tinh phong cổ lão truyền thừa bối ấu vì tuyệt sắc dung mạo nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, đúng vậy a à, tại trong vũ hóa thần. Môn 18 tòa chủ phong, tinh phong truyền thừa là cổ xưa nhất, là lịch sử dài lâu nhất, ở đây tất nhiên từ đầu đến cuối cũng là loại này vắng lặng diện mạo gặp người, vậy thì hẳn là để nó bảo trì nguyên dạng mà không phải là tự tiện đi động nó. Nghe thủ tiếu thiên cùng bối ấu vì lời nói này, tôn siêu nhiên trên mặt lúng túng lúc này mới hóa giải không thiếu. Trần Mộc đi ở phía trước, nghe mấy người đối thoại, cũng chỉ là mỉm cười, cũng không có xen vào, tinh phong bài trí là có chú trọng, mỗi một chỗ chỗ cũng là tiền nhân chú tâm bày, tự nhiên không thể đi tùy ý cải biến. Trên dưới một nén nhang thời gian, mọi người đi tới cổ lâu bên trong, tinh phong đệ tử, đều lấy ra chính mình rượu ngon thức ăn ngon, chiêu đãi thủ tiếu thiên cùng bồi ấu vì mấy người thái huyền phong đệ tử. Lúc này, thủ tiếu thiên nhìn về phía Trần Mộc, nói thẳng vào vấn đề, Trần Sư Đệ, kỳ thực, ta lần này tới, chủ yếu là có việc muốn tìm ngươi. a à, nói nghe một chút, Trần Mộc cười nói, qua mấy ngày chính là quý gia lão tổ 700 tuổi đại thọ, quý gia ở trung thổ thần châu là rất có danh vọng võ đạo thế gia mà quý lão tổ càng là trung thổ thần châu một đời nhân vật phong vân là bên trong hoàn cảnh cao cấp nhất đại nhân vật quý gia cùng chúng ta vũ hóa thần môn quan hệ cũng không kém cho nên về tình về lý chúng ta vũ hóa thần môn đều hẳn là phái người tiến đến tham gia trận này đại thọ yến hội lần này đại thọ trung thổ thần châu rất nhiều danh môn vọng tộc đều sẽ tới tham gia không chỉ có là người đời trước thế hệ trẻ tuổi thiên tài đứng đầu cũng có chu thông trưởng lão phụng môn chủ đại nhân chi mệnh xem như lần này chúc thọ dẫn đội người, đến núi chúng ta nhưng là bị chu thông trưởng lão khâm điểm muốn cùng nhau đi trước đệ tử, Trần Sư Đệ, người cũng tại chu thông trưởng lão đệ tử trong danh sách. Thù tiếu thiên cười nhẹ, đem nguyên ủy sự tình đều nói lên đi ra. Quý lão tổ, Trần Mộc nhíu mày, xem như trung thổ thần châu đỉnh tiêm siêu cấp thế lực, quý gia bên trong cũng là có lão tổ cấp nhân vật tỏa chấn, nghe nói già nhất cũng có 700 tuổi, nghĩ đến, chính là cái này một vị đại nhân vật. Quý gia lão tổ như thế giống chống khua chiêng tổ chức thọ yến, một mặt là muốn cho quý gia tạo thế, để cho trung thổ thần châu tất cả mọi người đều biết được, quý gia lão tổ còn chưa chất, lực chấn nhiếp vẫn tại, không thiếu hạng giá áo túi tôm tự nhiên là phải kiêng kỵ một chút. Một bên khác, quý gia lão tổ cũng là nghĩ thông qua trận này thọ yến, duy trì hảo trung thổ thần châu đỉnh cấp nhân mạch. Loại này thọ yến, không nói là ở trung thổ thần châu, chính là đặt ở thần vực phía trên, cũng coi như là tương đối phổ biến sự tình. Quý gia cùng ta có chút thù hận tại, trận này thọ yến, ta thì không đi được a. À? Trần Mộc cười cười, cự tuyệt chuyện này. Hắn chưa quên, trước đó vài ngày Quý Minh Hiên cùng hắn từng có minh tranh ám đấu, mà Quý gia Quý Bằng Thiên tại Thánh trong mộ bị thiệt lớn, càng là đối với Trần Mộc có không nhẹ oán nghiệp, thậm chí từng hướng trung thổ thần châu các phương nhân sĩ phát ra treo thưởng, muốn Trần Mộc đầu người. Tại trong mọi mặt này, Trần Mộc tự nhiên là không quá muốn đi qua đi gặp. Nhưng mà, Thủ Tiếu Thiên lại lắc đầu, cười nói, "Chu Thông trưởng lão cố ý chỉ đích danh muốn ngươi cùng đi, có thể cũng là suy nghĩ hóa giải trận này ân oán a." À. Huống hồ, có Chu Thông trưởng lão tại, Quý gia dù là lại hoành cũng tuyệt đối không dám làm loạn. Cứ việc quý gia có lão tổ tỏa chấn, nhưng chu thông đồng dạng cũng chất hoàng cảnh cường giả, để ở trong mắt thổ thần châu cũng là thuộc về hào cường nhóm. Tại tăng thêm, Trần Mộc vẫn là lê lão tổ cực kỳ coi trọng đệ tử, hắn nếu là ở quý gia xảy ra điều gì sơ suất, chỉ sợ lê lão tổ sẽ tại chỗ cùng quý gia không chất không thôi. Người bây giờ cũng là cái này chung, thổ thần châu nhân vật phong vân một trong, trận này thọ yến, đông đảo thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao đều biết có mặt, người nếu là vắng mặt, chỉ sợ rất nhiều người đều biết không cam tâm, dù sao bây giờ rất nhiều người đều nghĩ thấy ngươi một mặt. Thù Kiếu Thiên cười nói, Trần Mộc trầm ngâm một hồi, mắt thấy Thù Kiếu Thiên nói đến chỗ này phân thược, hắn cũng chỉ đành thở dài, nói thành, cái kia trận này thọ yến, ta liền cùng nhau đi xem một chút. Mắt thấy không cách nào chối từ, Trần Mộc cũng liền đáp ứng xuống. Thù Kiếu Thiên ôm quyền, dơ ly rượu lên, cùng Trần Mộc chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, còn có một cái tin tức ta muốn nói cho ngươi. Thù cười thiên đạo, a à, nói nghe một chút, Trần Mộc tò mò hỏi, thù tiếu thiên dù sao cũng là vũ hóa thần môn đại sư huynh, là vũ hóa thần môn bề ngoài, cho nên nhân mạch của hắn cũng là cực lớn, trung thổ thần châu một chút gió thổi cỏ lay, đều không thể rời bỏ hắn ánh mắt. Mà rất nhiều chuyện, thù tiếu thiên cũng rất tình nguyện cùng Trần Mộc chia sẻ. Phía trước bách hoa đại hội thời điểm, người có từng nhớ kỹ vị kia bắc kiếm tông duy nhất người sống sót. Thù tiếu thiên đột nhiên hỏi, Trần Mộc gật gật đầu, hắn làm sao lại không nhớ rõ vị này bắc kiếm tông người sống sót, đây chính là A lộ vảy ngược một trong. Thù Tiếu Thiên nói tiếp, vị này bắc kiếm tông người sống sót, thế mà ở trung thổ thần châu đông đảo thế lực lớn ngay dưới mắt, cứ như vậy biến mất, không hề có động tính gì, đi qua thời gian mấy tháng, đến bây giờ vẫn như cũng không có người phát hiện được tung tích của hắn. Bồi ấu vì đại mi trao lên, nàng đôi mắt đẹp lập lè một chút sóng ánh sáng, nói ta cũng nghe nói, vị này bắc kiếm tông người sống sót, là bị một vị đỉnh cấp đại nhân vật cướp đi, bất quá tin tức này cuối cùng không có chứng cứ có thể khảo chứng, cũng chỉ là một cái lý do thoái thác thôi, là thật là giả không người biết được. Ân, Thù Tiếu Thiên gật gật đầu, sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên, nói có thể lặng yên không tiếng động cướp đi vị kia người sống sót, vị này đỉnh tiêm đại nhân vật, có thể không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng cường đại. Cho dù là cho tới bây giờ, Yên Vũ Lâu vẫn không có phát ra tìm ý tứ, mà là đem chuyện này đè đi xuống. Có thể để cho Yên Vũ Lâu đều như vậy dàn xếp ổn thỏa, chỉ sợ người này không phải trung thổ thần châu rất nhiều siêu cấp thế lực có khả năng chống lại. Nghe vậy, rất nhiều tinh phong đệ tử cùng thái huyền phong đệ tử, cũng đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Ngược lại là Trần Mộc uống rượu, nghe giữa hai người trò chuyện, điềm nhiên như không có việc gì, cũng không đi xen vào. Lúc này, bối ấu vì đôi mắt đẹp khói sóng lưu chuyển, cái kia trương khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc gương mặt, đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, môi son hé mở, mở miệng nói, kỳ thực cửu sư huynh đột nhiên đề lên hắn, cũng là có chỗ liên hệ, gần nhất ở trung thổ thần châu có một việc huyên náo xôn xao cực kỳ oanh động là liên quan tới bắc kiếm tông di chỉ có nghe đồn bắc kiếm tông di chỉ sắp xuất thế bắc kiếm tông di chỉ tinh phong đông đảo đệ tử lập tức sợ hết hồn liền tôn siêu nhiên không bình tĩnh đứng lên ở bên người hắn trần mộc đáy mắt cũng lập lòe mấy điểm tia sáng rõ ràng cũng là vì tin tức này mà cảm thấy chấn động nếu nói trung thổ thần châu bên trong truyền thừa nào thần bí nhất cái kia không gì bằng là bắc kiếm tông bắc kiếm tông là 8.000 năm trước đây quái vật khổng lồ, xem như thiên vũ đại lục đệ nhất kiếm tông, từng có người khẳng định thiên hạ kiếm pháp ra hết bắc kiếm tông. Có thể nói, bắc kiếm tông chính là trung thổ thần châu kiếm tu tổ địa, đó là một cái tất cả kiếm đạo bên trong người trong giấc mộng học phủ chi địa, cho dù là A Lộ, trước kia cũng đồng dạng là bắc kiếm tông đệ tử. Mà, tính được, Diệp Bắc Huyền cũng là bắc kiếm tông nửa cái đệ tử, hắn không thiếu kiếm pháp, cũng đều là bắt nguồn từ năm đó bắc kiếm tông một mạch. Khi Trần Mộc nghe đến đó lúc, đưa tay bỗng nhiên cầm bối ấu vi quang trượt chặt chẽ tay ngọc, sắc mặt biến đổi đứng lên các ngươi đều nghe được tin tức gì Bồi ấu vì ánh mắt đông đưa lưu chuyển tuyệt sắc dung mạo có vẻ không hiểu kinh ngạc nhìn về phía hắn ngay cả thủ tiếu thiên cũng nhìn lại trần mộc như không có chuyện gì xảy ra buông cũng không trách hắn kích động như thế bởi vì cái này bắc kiếm tông cho tới nay cũng là a lộ khúc mắc nếu là có thể tìm được bắc kiếm tông di chỉ có thể liền có thể biết được trước kia bắc kiếm tông đến cùng là bị ai tiêu diệt Bồi ấu vì cười nhạt một tiếng nàng trời sinh thanh lệ quốc sắc thiên hương tính cách ôn nhu không vui đấu tranh tại trong vũ hóa thần môn cũng là vô số đệ tử tình nhân trong mộc nhưng bây giờ cũng không có trách tội trần mộc khinh bà cử chỉ nàng mở miệng nói tại trước đây không lâu bên trong tòa thánh thành một đám trộm mộ tu sĩ trong lúc vô tình đào ra một chữ số ngàn năm cường giả mộ huyệt lấy được một kiện tàn phá cổ chung bọn hắn trước kia chỉ là muốn đi tìm thợ rèn chữa trị cổ chung nhưng mà tại trong trả lại như cũ lại bất ngờ phát hiện điều khác ở cổ chung phía trên tin tức đoạn tin tức này ghi lại văn tự cũng không nhiều nhưng mà bên trong lại mơ hồ nhắc tới liên quan tới bắc kiếm tông địa điểm cũng manh mối đương nhiên cái đầu mối này là thật là giả không cách nào khảo chứng nhưng có thể khẳng định là bao nhiêu sẽ cùng bắc kiếm tông có chút liên quan kết hợp trước đó không lâu vừa phát hiện được bắc kiếm tông người sống sót ta nghĩ tòa này biến mất hơn tám nghìn năm thượng cổ đệ nhất kiếm tông cuối cùng là muốn nổi lên mặt nước có rất nhiều tông môn thánh địa cũng là có được một loại nào đó không nhìn thấy sờ không được khí vận chi lực loại này khí vận có thể che chở lấy những tông môn này cùng thánh địa hưng thịnh không suy Đồng dạng, khi những tông môn này thánh địa sau khi ngã xuống, những thứ này khí vận cũng sẽ che đậy thiên cơ, làm cho những di tích này trong khoảng thời gian ngắn khó mà bị người tìm ra. Mà một khi những tông môn này cùng di tích hiện thế phía trước, đều có một cái điểm báo, hoặc là liên quan tới tòa này bên trong di tích trí bảo đào được, hoặc là liên quan tới tòa này di tích tiền nhân manh mối bị người khai quật ra. Bây giờ, vô luận là bắc kiếm tông người sống sót, vẫn là cái này tàn phá cổ chung, tựa hồ cũng tại biểu thị, biến mất 8.000 năm lâu bắc kiếm tông, cuối cùng là muốn tái hiện nhân gian đông đảo đệ tử sắc mặt cũng đều lao nhanh biến ảo vừa có chấn kinh ngạc nhiên thèm nhỏ dãi lại có chút khó có thể tin bắc kiếm tông nội tình không cách nào đánh giá đây là hơn tám ngàn năm trước đệ nhất kiếm tông thiên hạ kiếm pháp ra hết bắc kiếm tông khẩu hiệu này không có chút nào là bài trí Bồi ấu vi nói tiếp cứ việc chuyện này là thật hay giả không cách nào khảo chứng nhưng chỉ cần có một tí manh mối liền sẽ dẫn tới quần hùng thiên hạ bây giờ chuyện này nhiệt độ so quý gia lão tổ thọ yến còn cao hơn bây giờ đã rất nhiều thế lực lớn siêu cấp điều động hoàng cảnh cường giả đi tới dò xét. Nghe vậy, Trần Mộc sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, không có người so với hắn biết chắc hiểu Bắc Kiếm Tông sức hấp dẫn, năm đó Bắc Kiếm Tông quá cường đại, trong đó có vô số làm cho người tha thiết ước mơ vô thượng thần thuật, vàng dội cổ kim, so với trước đây bất hủ vương hướng còn muốn càng để cho người thèm nhỏ dãi. Bây giờ có Bắc Kiếm Tông tin tức, chỉ sợ tòa này yên lặng thật lâu trung thổ thần châu lại đem lại độ nhấc lên một phen phong vân. Đáng tiếc, cái này cổ trung xuất hiện không lâu về sau liền biến mất tính cả cái kia. Trộm một tu sĩ, cũng cùng chất, Bồi ấu vi tiếc núi nói, chuyện gì xảy ra, Trần Mộc sắc mặt có chút không hiểu, khác tinh phong đệ tử, cũng đều là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chẳng lẽ là có người rất người diệt khẩu, tôn siêu nhiên hỏi, Bồi ấu vi lắc đầu, cũng không phải, hắn giống như là đã trúng một loại nào đó nguyền rùa, toàn thân hư thối, chảy ra mủ đen chi huyết, chất bất đắc kỳ tử mà chất. Có người nói, là cái này cổ trung lây dính trước kia bắc kiếm tông bất tường chi khí, cho nên mới sẽ dẫn đến như thế. Nghe được cái này, tôn siêu nhiên sắc mặt trở nên có chút ác hẳn đứng lên, tim đập nhanh vô cùng, hỏi thế gian này, thật có loại này không rõ nguyền rủa sao? Có người nghe đồn, năm đó bắc kiếm tông cũng là được trong thiên địa nguyền rủa mới có thể tại trong lặng yên không một tiếng động bị người xóa đi, đoạn mất cái này vạn năm hưng thịnh truyền thừa. Trần Mộc lắc đầu, trong thiên địa nguyền rủa bất quá cũng là cố ý, cho dù là có được cải thiên hoán địa thần thuật, cũng là cần người vì thi triển. Bối ấu vì đại mi kích động, trong mắt sáng có lưu ly sóng ánh sáng, nàng nói tại trộm mộ sau khi chết cái này cổ chung cũng bởi vậy biến mất, không người biết được hành tung của nó, ta nghĩ, cũng chỉ có những cái kia trung thổ thần châu đỉnh cấp đại nhân vật, mới hiểu hướng đi của nó. Giống loại này đỉnh cấp trí bảo, hơn nữa còn là liên quan đến lấy bắc kiếm tông địa điểm cũ đồ vật, là không thể nào sẽ vô duyên vô cớ biến mất, chỉ có trung thổ thần châu đỉnh cấp các đại nhân vật xuất thủ tình huống phía dưới, mới có thể bị tiêu thất. Lúc này, thủ tiếu thiên cũng chen miệng nói, Trần Sư Đệ, chúng ta lần này đi tới tham gia quý gia lão tổ thọ yến tiện thể còn có thể đi hỏi thăm một chút càng nhiều tình báo hơn có liên quan bác kiếm tông manh mối, thủ cứu thiên tự nhiên cũng là động tâm. Trần Mộc gật gật đầu, đem chuyện này đều đặt ở trong lòng, tiếp lấy, mấy người lại cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Trần Mộc xem như tinh phong đệ tử, nhưng lại có thể vì vũ hóa thần môn hưng thịnh, khẳng khái đại nghĩa, tiến đến thỉnh cầu Lý Tiên Ngư trưởng lão khai phóng tinh phong, để cho các đệ tử đều có thể có cơ hội lĩnh hội tinh thần đại pháp, điểm này cũng đủ để cho bối ấu vi cùng thủ tiếu thiên kính nể, cũng đem hắn trở thành chính mình người, tự nhiên là không có keo kiệt cái gì bọn hắn đem trải qua mấy ngày nay thăm dò tình báo, đều chia sẻ đi ra. Trận này tụ hội, thời gian mặc dù ngắn, nhưng Trần Mục thu hoạch đều rất nhiều, tụ hội một mực kéo dài đến trạng vạn tối, vừa mới tán đi. Năm ngày sau đó, phụng môn chủ chi lệnh, chu thông một đoàn người, chuẩn bị tốt hết thảy, đi thánh thành, tham gia quý gia lão tổ 700 tuổi đại thọ. Trong vũ hóa thần môn, có chư đa thiên tài nhân vật xuất quan, cùng chu thông trưởng lão song hành, Trần Mục cùng tôn siêu nhiên cũng ở hàng ngũ này bên trong, thủ thiếu thiên cùng bối ấu vì mấy người thái huyền phong thiên tài cũng không có vắng mặt xem như trung thổ thần châu đỉnh cấp siêu cấp thế lực một trong vũ hóa thần môn như mặt trời ban trưa có thiên kiêu cường giả vô tận xuất hiện lấp lấp càng có thế hệ trước đỉnh tiêm đại nhân vật tỏa chấn trần nhiếp tứ phương cái thế vô địch mà chu thông tại trong vũ hóa thần môn danh vọng cũng cực cao phía trước thánh mộ hành trình vũ hóa thần môn cũng là điều động chu thông tiến đến trận rất thánh loại đối với chu thông thực lực môn chủ cùng lê lão tổ đều rất tín nhiệm 6 ngày thời gian, Chu Thông một đoàn người đi tới Thánh Thành cảnh nội. Thánh Thành, chính như kỳ danh, là trung thổ thần châu số một cực lớn thành trì, ở đây tuy nói là thành, chẳng bằng nói là một cái đại châu, phương viên có thể có 5, 6 ngàn dặm, diện tích cực lớn. Thánh Thành cảnh nội, có 16 tòa thành trì vây quanh, tạo thành một cái hình chữ nhật phương trận, trong đó còn trồng lấy không thiếu như mộng ảo thần lam cây, đây là một loại kỳ thụ, cành lá lộ ra màu xanh ra trời, liền thân cây cũng là giống như lam tinh chỗ đúc thành giống như, lóe sáng chói mắt, mộng ảo vô cùng. Khi Trần Mục một đoàn người bước vào bên trong tòa thánh thành lúc, lập tức cảm nhận được đám người sao động nóng nảy bầu không khí, phóng tầm mắt nhìn tới, ở đây đều là người mặc các loại phục sức người khác nhau nhóm, ước chừng mấy triệu người. Nhưng mà, ở đây lại một chút cũng lộ ra chen chúc, cổ đạo răng khắp nơi, bốn phương thông suốt, một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Thánh thành vốn là trung thổ thần châu số một đại thành, ở đây chiếm cứ vô số đứng đầu nhất lưu thế lực lớn, có Yên Vũ Lâu, có Nam Lĩnh Thần Cung, quý gia cùng với Bạch gia rất nhiều võ đạo thế lực lại thêm trong khoảng thời gian này truyền đi xôn xao quý gia lão tổ đại thọ cùng với bắc kiếm tông địa điểm cũng manh mối đến từ trung thổ thần châu các địa phương cường giả cùng thế lực cũng nhao nhao bị hấp dẫn mà đến dẫn đến tòa thánh thành này nhân khí đạt đến một loại đỉnh phong thời khắc chu thông dẫn đội mà đến tự nhiên cũng là dẫn tới bên trong tòa thánh thành không ít người chú ý xì xào bàn tán thanh âm bên tai không dứt bất quá chu thông bọn người sớm thành thói quen những thứ này ngoại giới tiếng nghị luận cũng không có quá nhiều để ý tới lúc này trong đám người trần mộc phát hiện được một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp càng là mới phân biệt không lâu bách hoa tiên tử diêu linh nguyệt tại cổ đạo hai đầu trồng lấy không thiếu thần lam cây như thủy tinh mộng ảo màu sắc chiếu rọi phía dưới một đạo người mặc trắng noãn quần áo mắt ngọc mày ngài không dính khói lửa trần gian giống như từ trong tranh đi ra khuynh thành nữ tử không thể nghi ngờ trở thành một đạo vạn chúng chú mục phong cảnh diêu linh nguyệt xem như trung thổ thần châu hoa khôi bảng đệ nhất mỹ nhân tuyệt sắc nàng có được gần như hoàn mỹ không một tỷ vết dáng người cùng khuôn mặt cho dù là nàng đã sống gần ngàn năm, nhưng tuế nguyệt vẫn như cũ giống như là không có ở nàng cái kia hoàn mỹ không một tì vết trên gương mặt khác lên dấu vết, dung mạo từ đầu đến cuối ở vào phương hoa tuổi, có thụ chú mục. Lúc Trần Mục chú ý tới Diêu Linh Nguyệt, Diêu Linh Nguyệt cũng đồng dạng chú ý tới Trần Mộc, nàng đôi mắt đẹp lập lòe lăn tăn sóng ánh sáng, hé miệng nở nụ cười, bước liên tục nhẹ nhàng, bước thướt tha bước chân, đi tới Chu Thông đám người trước người. Tiểu nữ Diêu Linh Nguyệt, bái kiến Chu Thông trưởng lão. Diêu Linh Nguyệt đại mi như núi xa, ánh mắt cất giấu linh khí, xinh đẹp vô cùng, giống như là dưới trăng đêm như tinh linh động lòng người. Bách hoa tiên tử khách khí, không nghĩ tới lần này quý lão tổ đại thọ, bách hoa lâu chủ thế mà đích thân tới có mặt, thật là khiến yến hội đều bồng tất sinh huy. Chu thông ôm quyền, cười nói, lấy bách hoa lâu thế lực, cùng với sau lưng nàng đứng yên vũ lâu, chu thông cũng phải đối với nàng có ba phần kinh ý. Diêu linh nguyệt lắc đầu, khổ tâm cười nói, chu thông trưởng lão nói lời này, nhưng là có chút chiết sát ta, quý gia lão tổ đại thọ, tiểu nữ cũng không dám không tới nha. Ha ha ha, Nghe vậy, Chu Thông cười ha hả, Bách Hoa Tiên tử khiêm tốn, lấy người Bách Hoa lâu trọng lượng, trong này thổ thần châu cũng là số một thế lực lớn. Còn nữa, Yên Vũ lâu xem như trung thổ thần châu cường đại nhất tổ chức thần bí, những năm gần đây, trong thiên hạ xuất thổ trí bảo kỳ vật, gần như bảy thành trở lên đều thuộc về Yên Vũ lâu cất giữ đi. Lão phu thật là có nhiều tò mò rồi, lần này Bách Hoa Tiên tử sẽ lấy ra thứ gì tốt được cho quý lão tổ chức thọ, vừa vặn có thể để cho lão phu mở mang tầm mắt. Nghe vậy, Diêu Linh Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười, nói Chu trường lão lần này ngươi nhưng là hiểu lầm tiểu nữ đại biểu vẻn vẹn chỉ là bách hoa lâu mà yên vũ lâu phương diện có khác người khác đến đây chúc thọ a à, chu thông khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc diêu linh nguyệt đã bách hoa lâu lâu chủ cũng là yên vũ lâu lâu ba chủ trong ngày thường diêu linh nguyệt cơ hồ cũng là đại biểu cho yên vũ lâu ra mặt lần này ngược lại là một ngoại lệ hắn cười nói cái kia không biết yên vũ lâu lần này là phải ai đến đây chúc thọ lần này yến hội là ta yên vũ lâu bài tôn đại nhân tự mình đến hiện trường đâu Diêu Linh Nguyệt hé miệng mỉm cười, thả ra một cái tin tức nặng ký. Chu Thông sắc mặt lúc này biến ảo một chút, Yên Vũ lâu bài tôn. Hắn cũng tới, thu tiếu thiên bồi ấu vì bọn người, cũng đồng dạng sắc mặt có chút chấn kinh, bên trong Yên Vũ lâu muốn nói thần bí nhất người, cái kia không gì bằng là Yên Vũ lâu bài tôn. Yên Vũ lâu bài tôn cơ hồ là cùng Bắc Huyền kiếm đế nhân vật cùng một thời đại, đồng dạng là sống ngàn năm lâu, thiên phú dị bẩm, là không thể thấy nhiều thiên kiêu. Lúc còn trẻ, thậm chí cùng Diệp Bắc Huyền từng có đọ sức, nhưng tiếc là chính là cùng Bắc Huyền Kiếm Đế sinh ở cùng một cái thời đại chắc chắn là một cái bi kịch, tại Bắc Huyền Kiếm Đế quang hoàn phía dưới, hắn nhất định là chỉ có thể trở thành cái thời đại kia vai phụ. Bất quá dù là như thế, Lễ Yên Vũ lâu bài tôn thực lực, vẫn là cái này trung thổ thần châu cao cấp nhất mấy đại lão tổ một trong. Trần Mộc nhìn xem Diêu Linh Nguyệt, đột nhiên, hắn giống như là người được một cỗ không quá bình thường hương vị, lấy hắn đối với Yên Vũ lâu bài tôn hiểu rõ, gia hỏa này cho tới bây giờ liền không thích loại này nhiều chuyện yến hội, như thế nào lại tự mình tham gia sao? Huống hồ, lấy quý gia lão tổ mặt mũi nhưng một chút cũng dung chuyển không được yên vũ lâu bài tôn thân trước khi tình cảnh có thể nhìn thấy vị kia thần bí yên vũ lâu bài tôn vậy lần này ta cũng coi như là mở rộng tầm mắt chu thông cười cười mấy người đơn giản lại hàn huyên vài câu liền cùng nhau đi tới quý gia phủ đệ quý gia phủ đệ liền ngồi rơi vào thánh thành khu vực trung tâm đó là một cái vô cùng cực lớn lâm viên chiếm diện tích lại có gần trăm dặm khi trần ngục một đoàn người đi tới nơi này phủ đệ phía trước lúc bên trong đã có không ít bóng người xuyên thẳng qua phi thường náo nhiệt Vũ Hóa Thần Môn cùng Bách Hoa Lâu đến thăm, làm phiền thông báo một tiếng. Chu Thông đi tới quý gia trước phủ đệ, nơi này có trọng binh chấn giữ lấy, hắn hơi có nghi biểu ôm quyền, cười nói. Phủ đệ quản gia vừa nghe đến Vũ Hóa Thần Môn bốn chữ này, sắc mặt lập tức trở nên cung kính, vội vàng kêu gọi thủ hạ đi trước bên trong thông báo một tiếng, còn hắn thì một mực cung kính hướng về phía Chu Thông chắp tay. Có thể được Vũ Hóa Thần Môn chư vị đại nhân đến đây chúc thọ, quả thật ta quý gia chi phúc, chư vị đại nhân, xin mời đi theo ta. Nói xong, quản gia ngay ở phía trước dẫn đường, mà Chu Thông Diêu Linh Nguyệt Trần Mộc một đoàn người nhưng là đi theo ở phía sau, đi vào tòa phủ đệ này bên trong. Phủ đệ trong đó có cổ kính tinh mỹ lầu các, có đại khí bàng bạc vàng rực cung điện đứng sừng sững, có chọc vào chân trời núi nhóm. Có bóng cây lắc lư, cây xanh râm mát, lại có thanh tịnh ao nước tô điểm, ngư du trong đó, sóng nước lấp loáng, đẹp không sao tả xiết. Tại trong phủ đệ, rất nhiều đến đây chúc thọ người, vừa thấy được Chu Thông bọn người lúc, sắc mặt cũng là biến ảo một chút, trong đó có không ít đứng đầu thế hệ trẻ tuổi, đều đem ánh mắt phóng hướng về phía trần mộc mà đến cái này ngoan nhân thế mà cũng tới không ít người vừa thấy được trần mộc rõ ràng trong mắt có một tia sợ hãi xuất hiện có thể được mời tới tham gia quý gia lão tổ thọ yến có rất nhiều cũng là tham gia qua linh vực trận chiến tự nhiên là gặp qua trần mộc chỗ kinh khủng cho dù là không có thấy tận mắt cũng ít nhiều đã nghe qua hắn nghe đồn tự nhiên có rất sâu kiêng kỵ chi ý không nghĩ tới người bây giờ nổi danh như vậy siêu linh nguyệt phát giác được những ánh mắt này không khỏi quay đầu lại nhấc lên môi đỏ hướng về phía trần mộc vũ nghị nở nụ cười bây giờ đối với trần mộc chú ý người so với nàng cái này hoa khôi bảng đệ nhất mỹ nhân còn nhiều thêm trần mộc lãnh đạm lườm nàng một mắt không để ý đến lúc này ánh mắt của hắn đảo qua đám người càng là phát giác một đạo vô cùng cừu hận tính chất ánh mắt hắn nhìn nhau đi qua càng là phát hiện được một đạo bóng người quen thuộc vân hàn khê trong đám người một đạo thanh niên mặc áo lam quanh thân có kỳ diệu luật âm hơi hơi quanh quẩn giống như thần quang hộ thể anh tư lạ thường Giống như một tôn ẩn núp thần linh, chính là Yên Vũ lâu một đời nổi tiếng nhạc công, Vân Hàn Khê. Hai người đã rất lâu không thấy, tại Trần Mộc phát giác được Vân Hàn Khê thời điểm, Vân Hàn Khê cũng phát hiện được Trần Mộc thân ảnh. Bất quá, khi hắn lại độ nhìn thấy Trần Mộc, trong ngày thường cái kia trương như nhanh nhẹn thư sinh, cao nhã tuấn giật khuôn mặt, trong chốc lát trở nên dữ tợn đáng sợ, giống như như dã thú. "Là ngươi, ngươi thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta." Hắn sẽ không quên, ngày xưa tại trong tay Trần Mộc đại bại mà về, Rơi vào cái gần như chất thảm hạ tràng Trần Mộc có thể có hôm nay danh tiếng như vậy Có không ít nguyên nhân là đạp hắn lên chức. Bây giờ gặp lại Trần Mộc Hắn tự nhiên là hận đến nghiến răng nghiến lợi Xem ra thương thế của ngươi Đã tốt à, đáng tiếc Trước đây không thể đem ngươi cái tai họa này cho triệt để đánh chất Trần Mộc cười cười Trong ngôn ngữ bao nhiêu mang theo một chút khiêu khích ý vị Giác rời, ngươi có dám lại cho ta một trận chiến Phân hàn khê trong mắt lộ ra khiếp người hung quang Ngày xưa thù hận sông lên đầu hắn trong nháy mắt trở nên sát cơ lạnh thấu xương, hận không thể lập tức nhào tới cùng Trần Mộc chớm rớt. Nhưng mà, đối mặt với khiêu khích của hắn, Trần Mộc lại ngược lại kiệt ngạo nở nụ cười, chỉ bằng ngươi bây giờ, còn có tư cách làm đối thủ của ta sao? Hỗn trướng, nghe vậy, Vân Hàn khế thức đến sắc mặt đỏ lên, sát khí đằng đằng, tại chỗ nhào tới, bất quá, không đợi hắn tới gần Trần Mộc trước người, liền đã bị bên cạnh Vân Lăng một cái tay cương ép đè xuống. Trung quanh hội tụ người trẻ tuổi cũng không ít, đều là đến từ các đại tông môn cùng võ đạo thế gia tinh anh nhân kiệt, đều có ngạo nghế thiên tư. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Trần Mộc cùng Vân Hàn Khê ở dự ám tiễn giao phong, cũng đều là lựa chọn điệu thấp, cũng không xen vào, cũng không tham dự, tựa hồ rất muốn ngồi núi quan hổ đấu. Trần Mộc híp mắt, khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước vung lên. Chu Thông nhíu nhíu mày, ánh mắt nhưng là hơi có vẻ vẻ không vui, hắn tại chỗ tình huống phía dưới, tên tiểu bối này còn dám cản rỡ như thế, là đương hắn không tồn tại sao? Đừng xung động, Vân Lăng đè lại đầu Vân Hàn Khê, tiếp lấy đem hắn kéo ra phía sau đi, hắn đi tới, hướng về phía Chu Thông ôm quyền, tôn nhi vô lễ, còn xin Chu trưởng lão không lấy làm phiền lòng. Đã vô lễ, vậy thì hẳn là hào hảo đi quản giáo, nếu Vân trưởng lão sẽ không quản dạy, đem đến từ có người thay ngươi quản giáo, hừ. Chu Thông lạnh rên một tiếng, nhưng cũng không cho Vân Lăng bao nhiêu mặt mũi, trong ngôn ngữ bao nhiêu mang theo trâm trọng ý vị. Chúng ta đi, dứt lời, Chu Thông hất tay áo một cái bào, liền trực tiếp lách qua thân thể của hắn, đi vào bên trong đi, cũng không đi xem Vân Lăng cái kia âm tình bất định khuôn mặt. Đối với vị này Yên Vũ lâu nhị lâu chủ hành vi cùng sau lưng làm hoạt động, hắn nhiều ít vẫn là biết một chút, tự nhiên là khinh thường cùng người kiểu này làm bạn. Trần Mộc Thù Tiếu Thiên, bọn người, con mắt nhìn một mắt Vân Hàn Khê, không nói gì, cũng đi theo chu thông cùng một chỗ tiến nhập phủ đệ chỗ sâu. Vân Hàn Khê nhìn xem Trần Mộc bóng lưng rời đi, siết chặt nắm đấm, tinh hồng sắc trong hốc mắt, có một đoàn kiềm chế rất lâu, cơ hồ muốn phun ra tới cuồng thịnh nộ hỏa. Ra ra, Vân Hàn Khê nhìn về phía Vân Lăng mà đến, bực này vô cùng nhục nhã, hắn thực sự khó mà nuốt xuống. Vân Lăng sờ lấy đầu Vân Hàn Khê, xâm nhiên nở nụ cười, yên tâm, bọn hắn nhảy nhót không bao lâu, rất nhanh, ta liền sẽ để bọn hắn toàn bộ từng cái xuống địa ngục. Trung quanh, rất nhiều đến từ trung thổ thần châu mỗi cái khu vực cường giả, nhìn thấy mặt lộ phiền muộn Vân Lăng cùng Vân Hàn Khê hai ông cháu lúc, sắc mặt cũng đều là lao nhanh biến ảo một chút, bọn hắn nhìn ra được, này đối ông cháu tựa hồ cũng không phải dễ trêu có thể trận này ân oán tương lai sẽ chế tạo ra vô cùng oanh động cực lớn sự tình trần mộc bọn người xuyên qua lâm viên khu vực trong lúc đó cũng gặp được trung thổ thần châu muôn hình muôn vẻ không giống nhau cường giả bọn hắn bao nhiêu đều cùng vũ hóa thần môn có hơi tốt quan hệ cho dù là ngày bình thường không có bao nhiêu cùng xuất hiện cũng sẽ chủ động chào hỏi bây giờ vũ hóa thần môn như mặt trời ban trưa không có người muốn cùng cổ xưa này tông môn kết thù kết oán mà chu thông cũng nhất nhất lấy lễ đáp lại cuối cùng bọn hắn đi tới quý gia trong đại việt ở đây chính là quý gia khu vực hạch tâm, có thể được mời được ở đây mà đến, hoặc nhiều hoặc ít cũng là ở trung thổ thần châu có cực cao trọng lượng nhân vật. Mà ở đây, Trần Mộc mấy người cũng gặp được lần này quý gia chủ yếu người được chúc thọ, quý gia lão tổ. Quý lão tổ đã 700 tuổi, nhưng dáng người vẫn như cũ rất cao lớn, ngũ quan vô cùng sắc bén, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, tựa như con báo đầu giống như, nhìn một cái, vô cùng khôi ngô cùng cường tráng, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, hình như có rồng ngâm hổ gầm âm thanh tại quanh người hắn quanh quẩn, chấn nhiếp nhân tâm đây cũng là quý gia lão tổ sao thù tiếu thiên khuôn mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng hắn chỉ là tiếp cận với quý lão tổ trong vòng trăm thước liền cảm nhận được không cách nào hình dung đáng sợ ba động tại ảnh hưởng chung quanh thiên địa thâm bất khả chắc tựa như một tôn tiềm phục tại trong chỗ tối thần minh tùy thời cũng có thể bộc phát ra kinh thiên động địa chiến lực bực này đại nhân vật để cho thù tiếu thiên cảm nhận được áp lực vô cùng cực lớn bực này áp lực so với chu thông còn muốn càng thêm mãnh liệt Bồi ấu vì đại mi cao lại cảm thụ của nàng rõ ràng cùng thù Tiếu thiên không có sai biệt Đáp lại nói, quý lão tổ dù sao sống 700 tuổi, hắn tuổi trẻ lúc chính là dị bẩm thiên phú người nổi bật, bây giờ quý gia sở dĩ còn chưa đi xuống dốc, có hơn phân nửa nguyên nhân đều dựa vào quý lão tổ lực trấn nhiếp. Nghe nói tại 100 năm trước, có một vị tử hoàng cảnh đỉnh phong cường giả bí ẩn, bởi vì tại một hồi trong buổi đấu giá cùng quý gia kết thù, huyết tẩy quý gia gần trăm tới vị cường giả, tất cả mọi người đều thúc thủ vô sách. Cuối cùng, quý lão tổ tức giận xuất quan, ở dưới con mắt mọi người chấn sát hắn, oanh động trung thổ thần châu bây giờ trăm năm đi qua, tu vi của hắn chắc chắn cường đại hơn. Sau lưng, đông đảo Thái Huyền Phong đệ tử cùng Tinh Phong đệ tử nghe đến đó lúc, mí mắt cũng đều là mãnh liệt hơi nhúc nhích một chút. Trăm năm trước liền có thể chấn sát tử hoàng cảnh đỉnh phong cường giả, đây là bực nào thực lực khủng bố. Cũng khó trách, hắn tổ chức 700 tuổi đại thọ, trung thổ thần châu nhiều người như vậy đều phải cho hắn mặt mũi, đến đây tham gia hắn thọ yến, liền loại nhân vật này, thật đúng là không phải dễ dàng liền dám đắc tội. Nhìn bây giờ quý lão tổ bộ dáng mạnh như rồng như cọp, đoán chừng sinh mệnh lực. Của hắn còn rất thịnh vượng, không có chút nào gặp khô kiệt, nghĩ đến còn có không ngắn tuổi thọ đâu, như vậy đại nhân vật, ít nhất còn có thể che chở quý ra mấy trăm năm hưng thịnh không suy. Thù Kiếu Thiên cảm thán nói, những người khác cũng đều gật gật đầu, có chút đồng ý. Nhưng mà, trong đám người, Trần Mộc lại lắc đầu, nói, không, ngươi sai, hắn là tại dáng chống đỡ, hắn ngày giờ không nhiều, bệnh hắn, hơn nữa còn là một loại vô giải bệnh nặng. Thù Tiếu Thiên cùng bối ấu vì bọn người, đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Trần Mộc, không rõ ràng cho lắm, liền tôn siêu nhiên cùng rất nhiều đệ tử, cũng đều là lộ ra vẻ khó hiểu. Trần Mộc không có giảng giải, hắn cứ như vậy nhìn chăm chú lên phía trước, tại cái này rộng lớn vô cùng trong đại Việt, hồ suối, hoa viên thỉnh thoảng có thể thấy, đạo kia bị vô số người vây ôm lấy cao lớn thân ảnh, thành thạo điêu luyện xử lý đủ loại quan hệ nhân sự. Quý lão tổ sinh long hoạt hổ, đi lại như mãnh hổ đi bước, uy nghiêm bá khí, ánh mắt hắn sắc bén vô cùng, hình như có thần quang tích chứa tản ra chấn nhiếp cường đại lực nhưng mà chỉ có trần mộc nhìn ra được hắn đây hết thảy cũng là trang là dáng chống đỡ tại cái này không ai bị nổi vĩ ngạn dưới bề ngoài ẩn tàng lấy lại là một loại bệnh nguy kịch suy yếu loại này suy yếu giống như dầu hết đèn tắt lúc sau cùng một vòng dư huy chỉ đợi hắn đem cái này một vòng dư huy cho dùng hết lúc hắn cũng chỉ có bị mất mạng xuống tràng chỉ có điều quý lão tổ cũng không phải người thường cho dù là dưới tình huống bệnh nguy kịch hắn vẫn như cũ giống như bình thường để cho người ta nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Thì ra, quý lão tổ mời, cũng không phải là cái này trung thổ thần châu rất nhiều cường giả đỉnh cao, mà là mời ta đến. Tại nhìn thấy quý lão tổ giờ khắc này, Trần Mộc tựa hồ hiểu rồi hết thảy tất cả. Lấy quý lão tổ phía trước lập nên bất hủ chiến tích, hắn chỉ cần hướng ngoại giới chứng minh hắn còn sống, liền đã đủ để trấn nhiếp vô số hạng giá áo túi cơm không dám tới phạm, căn bản không cần như thế gióng chống khua chiêng bày xuống thọ yến, có thể thấy được như thế, quý lão tổ là muốn gặp mặt chính mình. Mà hắn mong muốn, đoán chừng cũng là hắn trong tay sinh mệnh bất tử, dù sao bây giờ trong trung thổ thần châu, không có cái gì thần dược so với sinh mệnh bất tử càng thêm lợi hại. Chu Thông mang theo Trần Mục một đoàn người, đi vào trong đám người, lui tới khách mời thấy thế, cũng đều cung kính nhường ra một con đường, cũng không lâu lắm, Chu Thông liền đi tới quý lão tổ trước người. Phú hóa thần môn Chu Thông, gặp qua quý lão tổ, chúc quý lão tổ niên niên tuế tuế, phúc như đông hải, vĩnh hằng bất diệt. Chu Thông hơi hơi khom lưng, ôm quyền cười nói, Chu Thông tại bối phận trên, sau quý lão tổ còn thấp mấy bối đi lễ như vậy cũng là hợp tình hợp lý quý lão tổ mặt đỏ lên đâm đầu đi tới hắn cười lớn nhiều một loại trưởng bối lễ nghi đem chu thông hai tay đỡ dậy chu thông trưởng lão cũng không cần khách khí như thế quý gia cùng vũ hóa thần môn xưa nay giao hảo ta với các ngươi lê lão tổ trước kia đã từng cùng một chỗ nâng cốc nói chuyện vui vẻ qua coi là người quen cũ chu thông cười cười đi lên nói tiếp đúng là lê lão tổ còn từng nhiều lần cùng tiểu bối nhắc qua quý lão tổ năm đó phong thái anh tư không nghĩ tới nhiều năm qua đi, quý lão tổ vẫn là long hành hổ bộ, tinh khí thần tràn trề. Ha ha ha, chu trưởng lão nói lời này, thực sự là thâm đến lòng ta, bất quá đáng tiếc, người cố hữu một lão, ta cũng sẽ không còn trẻ như vậy. Phải chu thông một câu tán thưởng, quý lão tổ gật gật đầu, đồng dạng phát ra một câu cảm thán. Tuế Nguyệt vội vàng, 700 năm thời gian, mặc dù không thấy hắn có vẻ già nua đi chung chi giạc, nhưng ít nhiều vẫn là tại trên hắn tóc mai, trên tóc, khắc xuống một chút tái. Nhật vết tích, Chu Thông phất phất tay, sau lưng, thủ tiếu thiên trần một bọn người lập tức hiểu rồi hắn ý tứ, chủ động đi ra phía trước, hướng về quý lão tổ cung kính đến ôm quyền. Quý gia lão tổ tại thượng, tiểu bối thủ tiếu thiên, gặp qua lão tổ. Quý gia lão tổ tại thượng, tiểu bối bối ấu vi, gặp qua lão tổ. Quý gia lão tổ tại thượng, tiểu bối trần mộc, gặp qua lão tổ. Phẩy, chỉnh tề chúc mừng âm thanh, tại trong đại viện này vang lên, dẫn tới vô số người nhìn chăm chăm cùng quan sát. Phải biết, đây chính là vũ hóa thần môn lực lượng nòng cốt, nhất là thù tiếu thiên bối ấu vi trần mộc ba người càng là trong này thổ thần châu nhân vật quan trọng so với người đời trước thực lực không thua bao nhiêu quý lão tổ vui vẻ ra mặt mặt lộ vẻ hòa ái hiền lành chi sắc hắn giống như là một lão nhân giống như đem trần mộc thù tiếu thiên đám người hai tay cho đỡ dậy vũ hóa thần môn không hổ là trung thổ thần châu ngàn năm cổ tông bồi dưỡng được nhiều như vậy nhân trung long phượng lo gì không hưng thịnh kỳ hạn ta quý gia thế hệ trẻ tuổi nếu có thể giống các ngươi không chịu thua kém vậy cũng tốt quý gia lão tổ cảm thán nói Quý lão tổ quá khen, chúng ta cũng là tư chất bình thường người, không sánh được quý gia rất nhiều thế hệ tuổi trẻ, còn nhiều phải hướng quý lão tổ học tập cùng thỉnh giáo. Thù tiếu thiên ôm quyền cười nói, hắn xem như vũ hóa thần môn đại sư huynh, có thể nói là vũ hóa thần môn bề mặt, mỗi tiếng nói cử động đều có thụ chú ý, tự nhiên là phải làm ra một phen đại tông môn phong độ cùng lễ nghi. Quý gia lão tổ gật gật đầu, ánh mắt của hắn xẹt qua thù tiếu thiên lúc, vô tình hay cố ý, đều đem liếc nhìn trần mộc mà đi, trong mắt thần quang ngầm, ai cũng không biết hắn nghĩ đến một ít gì. Trong đại viện, thủ tiếu Thiên Trần một bọn người bái xong lễ, rất nhiều người đều nhìn chăm chăm hướng ở đây mà đến, ngay cả Quý Bằng Thiên cũng không ngoại lệ. Hắn đứng tại Quý gia lão tổ sau lưng, ánh mắt ẩn giấu một vòng lạnh thấu xương sát cơ, nhìn chăm chăm Trần Mộc, hắn chưa quên, cái kia bất tử đạo nguyên còn tại Trần Mộc trên thân. Có lẽ là phát giác chỗ tối sát cơ, Chu Thông mỉm cười, bàn tay rộng lớn, vuốt ve phía bên trái giữa ngón tay một cái cổ phát không gian chi giới. Trong chốc lát, quang mang lấp lánh, hình như có vạn trượng thải hà phát ra đem phương thiên địa này chiếu lên có chút chói mắt. Không lâu lắm, cái này phương trong đại viện, liền có linh lang toàn cảnh là hạ lễ chỉnh tề trưng bày. Trung quanh đến đây tham gia chúc mừng khách mời, đều mở to con ngươi, đáy mắt lập lòe kinh diễm cùng vẻ thèm thuồng. Những thứ này linh lang toàn cảnh là hạ lễ bên trong, đa số là một chút chân quý linh dược cùng quý báu tài nguyên tu luyện. Chỉ có một cái dương, là hấp dẫn người ta nhất chú ý. Cái này cái dương đều phong tồn lấy một khỏa hình thù kỳ quái u đá, ụ đá mặt ngoài thô ráp, giống như là chiều qua vô số gió táp mưa xa, giống như thiên thạch vũ trụ giống như, có vô số đạo mắt trần có thể thấy vết giạt, những vết nứt này cũng không phải là cố ý, càng giống là tự nhiên hình thành. Cái kia vạn trượng thải hà cùng thần quang, đều là từ những thứ này trong khe đá nở rộ, trong suốt điểm sáng giải đầy một chỗ, từ những ánh sáng này bên trong, tất cả mọi người đều ngửi được một loại thái cổ thời kỳ thần bí ba động. Lại là thái cổ nguyên thạch, có trung thổ thần châu cường giả chấn kinh lên tiếng, thái cổ nguyên thạch, đây là một loại hiếm thấy vật chất vật liệu đá, là từ thái cổ thời kỳ liền bảo quản lại bên trong hoặc cất giấu thiên địa thần dược, hoặc cất giấu kỳ thư bí pháp, hoặc cất giấu cái gì không biết tên thiên ngoại linh vật. Tóm lại, có thể sử dụng thái cổ nguyên thạch phong tồn liền không có cái gì là tiện nghi đồ vật. Chẳng ai ngờ rằng, vũ hóa thần môn đến đây chúc thọ, thế mà lại đưa ra chân quý như vậy đại lễ. Đây quả thực là tại tiến đưa một hồi cơ duyên cùng tạo hóa to lớn. Trong khoảnh khắc, đã có rất nhiều người kìm nén không được lấy thần thức nước nhìn khối này thái cổ nguyên thạch muốn nhìn một chút bên trong đến tột cùng phong tồn lấy thứ tốt gì. Đây là phụng ta vũ hóa thần môn môn chủ chi lệch, đến đây chúc thọ quà tặng, nơi này có rất nhiều hiếm thấy linh dược cùng chân bảo hiếm thế. Trong đó, chân quý nhất, chính là khối này thái cổ nguyên thạch. Khối này thái cổ nguyên thạch, bên trong phong tồn lấy một khối cả thế gian hiếm thấy thần tinh, không chỉ có lấy chữa thương hiệu quả trị liệu, còn có thể trợ quý lão tổ tu vi lại tinh tiến một bước. Chu thông ôm quyền cười nói, nghe vậy, quý lão tổ rất không bình tĩnh, con người đen nhánh nhìn chằm chằm vào khối này thái cổ nguyên thạch sau một lát hắn trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang nhanh chóng tại trên khối này thái cổ nguyên thạch quét nhìn qua tiếp lấy hắn thần sắc có chút kích động lên cái này thế mà thật là một khối giấu giếm thần tinh thái cổ nguyên thạch theo đạo lý tới nói loại này thái cổ nguyên thạch nếu là không hao tổn tình huống phía dưới thường nhân là căn bản nhìn không ra bên trong đến tột cùng là phong tồn lấy thứ gì bất qua khối này thái cổ nguyên thạch tuế nguyệt quá mức lâu đời đã sinh ra một chút vết dạn cho nên thần thức có thể thăm dò vào trong đó Quý lão tổ dường như phát giác được chính mình có chút thất thố, lúc này mới thu hồi nội tâm kích động, phất tay áo một cái, hướng về Chu Thông ôm quyền nói, "Vũ Hóa Thần môn môn chủ, thực sự là có lòng, lão phu cảm ơn môn chủ đại nhân hạ phẩm." Lấy một khối thần tinh đưa tiến, cái này không thể bảo là là một hồi hào lễ. Mặc dù nói, khối này thần tinh bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng so với những cái kia cực phẩm tinh thạch, đều phải quý giá vô số lần. Trên thực tế, Lần này môn chủ đại nhân đưa ra như thế hảo lễ, cũng là có ý hướng cùng quý lão tổ thương lượng một sự kiện. Chu thông cười nói, chu lão đệ mời nói, nếu là lão phu có thể làm được, nhất định giúp đỡ. Quý lão tổ cười híp mắt nói, thu hoạch được cái này thần tinh, cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được, quý lão tổ tâm tình rất không tệ, trong ngôn ngữ cũng nhiều một chút nhẹ nhàng. Chu thông cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía trần mộc mà đến, lại nhìn về phía đứng tại quý lão tổ bên người quý bằng thiên. ôm Quyền nói, phía trước ta trong môn đệ tử Trần Mộc, tại thánh trong mộ vì tranh đoạt bất tử đạo nguyên trong lúc vô tình đắc tuổi quý bằng thiên lão đệ hôm nay ta là phụng môn chủ chi lệch, đến đây hóa giải trận này ân oán quý bằng thiên sắc mặt biến thành giật mình nghe đến đó lúc ánh mắt hắn rõ ràng có mấy đạo lạnh thấu xương hàn mang âm thầm lấp lóe mà qua ngươi giỏi lắm vũ hóa thần môn thủ đoạn thật là hung ác nói cái gì hóa giải ân oán lời nói này ý tứ không phải liền là đồ vật tại trần mộc trên thân để cho bọn hắn không cho phép lại ra tay cướp đây là muốn đem bất tử đạo nguyên chiếm thành của mình a à quý bằng thiên trầm xuống tâm tại cái này trước mắt bao người chu thông lại lấy ra bực này hào lễ không thể nghi ngờ là muốn để bọn hắn đâm lao phải theo lao dùng một khối thần tinh đem đổi lấy bất tử đạo nguyên cuộc mua bán này thật là biết làm bất quá đều đã đến trình độ này bọn hắn quý ra nếu là không đáp ứng còn ngược lại đã mất đi võ đạo thế gia khí khái quý bằng thiên ánh mắt đảo qua trần mộc trong lòng tích góp một đoàn phiền muộn hắn chưa quên phía trước tại thánh trong bộ liều sống liều chất đều cho trần mộc làm giá y đối với tiểu tử này, hắn làm sao lại không hật. Quý lão tổ cũng có ngắn ngủi thất thần, nhưng rất nhanh, hắn liền thần sắc vẫn như cũ như thường, hắn cười híp mắt nói, ha ha ha, nguyên lai là chuyện này. a à, chu trưởng lão nói quá lời, phía trước quý bằng thiên cũng có làm chỗ không đúng, hôm nay lão phu ở đây hứa hẹn, trần mục cùng ta quý ra, lại không ân oán nói chuyện, quý bằng thiên cũng sẽ không lại hướng trần mục trả thù. Mọi người sắc mặt đều có chút biến hóa, chẳng ai ngờ rằng, Trần Mục bây giờ tại vũ hóa thần môn bên trong địa vị cao như thế, càng không có nghĩ tới, môn chủ thế mà khẳng khái như thế, lấy ra một cái thần tinh, chỉ vì Trần Mộc hóa giải ân oán. Phải biết, phía trước Trần Mộc không môn không phái, lại người mang trí bảo, trung tổ thần châu bên trên vô số cường giả ngấp nghé với hắn trên thân chi vật, đều phát khởi treo thưởng cùng tranh đoạt, cho dù là đỉnh cấp thế lực lớn quý gia, cũng tại này liệt. Nhưng là bây giờ, Trần Mộc đã là vũ hóa thần môn đệ tử, quý gia lại nhận lần này đại lễ, nếu là đuổi nữa rất, rõ ràng là muốn cùng vũ hóa thần môn là địch, không chất không thôi thực sự là một đám lão hồ ly, tại không nơi xa, quan sát qua toàn bộ quá trình diêu linh nguyệt, đôi mắt đẹp lập lòe lăn tăn sòng ánh sáng, khóe miệng cũng nhấc lên một vòng nụ cười như có như không. Cái này nhân vật cao tầng ở giữa đấu thủ đoạn, thật đúng là đủ hung ác. Không ít người trong lòng thầm than, Chu Thông cười híp mắt nói, như thế thì tốt, ta Vũ Hóa Thần môn môn chủ cùng Lê lão tổ, đều đối Trần Mộc rất coi trọng, tất nhiên là không hy vọng hắn tại lúc còn trẻ liền tự dưng chất hiểu, nếu không, Lê lão tổ liền sẽ đau lòng. Lão phu ở đây chúc mừng quý gia hưng thịnh không suy, cùng ta vũ hóa thần môn vĩnh kết lương nghị. Sau đó, quý lão tổ trầm mặt, lời nói này không khỏi nhiều hơn mấy phần ý uy hiếp. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể là coi như không có đọc hiểu ý tứ của những lời này, vất vất tay, rất nhanh, sau lưng liền có quý gia cốt cán đi lên phía trước, đem những thứ này quà tặng đều thu đi, hắn lúc này mới an bài chu thông một đoàn người nhập tỏa. Thời gian đưa đẩy, tới gần vào lúc giữa trưa, đến đây chúc thọ người càng tới càng nhiều. Có tháng 9 linh cung, Nam lĩnh thần cung, bạch gia, đỗ ra mấy người đỉnh cấp thế lực lớn, cũng có một chút danh tiếng cũng không lớn, nhưng cùng với cùng quý gia giao hảo thế lực. Mà cái này một số người cũng đều hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút hạ phẩm, chỉ có điều những thứ này hạ phẩm so với vừa mới chu thông đưa ra thần tinh, hắn giá trị nhưng là nhỏ rất nhiều. Trong đại viện, người đến người đi, ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Phương gia cũng tới, xem như trung thổ thần châu võ đạo thế gia một trong, phương gia mặc dù không bằng quý gia, nhưng tương tự tiếng tăm lừng lẫy. Phương gia gia chủ Phương Tịch Trung mang theo Phương Thanh Điệp cùng Phương Hằng cùng đi vào cho quý lão tổ mừng thọ. Phương Thanh Điệp nhìn thấy Trần Mộc lúc hơi kinh ngạc, mấy tiểu bối rất nhanh liền tiến tới cùng nhau đi. Lúc này có hạ nhân phát ra một câu cao vang dội thanh âm, yên vũ lâu bài tôn đại nhân bái phỏng. Câu này tiếng quát lập tức đưa tới chú ý của mọi người, cho dù là quý lão tổ đều không bình tĩnh đứng lên, từ vị trí vội vàng đứng lên tiến lên nghinh đón. Nam lĩnh thần cung, tháng 9 linh cung, thậm chí là chu thông, đều đứng dậy đi về phía đại viện phía trước, chẳng ai ngờ rằng, cái này yên vũ lâu bài tôn, thật sự tới. Đại viện phía trước, có một người đàn ông, như thần linh giống như, thong dong đi tới, với nguyệt tại hắn trên mặt cũng không để lại quá nhiều vết tích, vẫn như cũng nhìn rất trẻ trung, giống như nam tử trung niên. Quay người hắn quang hoàn lách thân, giống như trời sinh thần vương đang trông xuống hồng trần vạn trược, một nhóm một bước ở giữa, đều cho người ta một cỗ duy ngã độc tôn cảm giác áp bách. Tại phía sau hắn, còn đi theo một cái trẻ tuổi thiếu nữ, nàng mái tóc đen suôn dài như thác nước, tự nhiên rủ xuống bên hông, da thịt. Trắng hơn tuyết, đôi mắt linh động, duyên dáng yêu kiều, thân thể mềm mại đường cong đường cong hoàn mỹ mà giàu có sức hấp dẫn, đẹp để người không rời nổi mắt. Cùng yên vũ lâu bài tôn so sánh, nàng quá vô danh, quanh thân không có phóng xuất ra bất luận cái gì cảm giác áp bách, thậm chí là một tia linh lực đều thu liếm, giống như là một người bình thường. Ánh mắt rất nhiều người, đều ngừng lưu tại yên vũ lâu bài tôn trên thân dù sao đây chính là trung thổ thần châu đỉnh cấp đại nhân vật là bây giờ làm số không nhiều có thể cùng trước kia diệp bắc huyền ở vào cùng một cái thời đại đỉnh cấp cường giả chỉ có trần mộc ánh mắt một mực nhìn chằm chằm tên này trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp trên người thiếu nữ sắc mặt một chút trở nên khiếp sợ tân tần như nguyệt trần mộc không dám tin vào hai mắt của mình nhưng khi hắn nhìn thấy thiếu nữ trẻ tuổi cái kia trương quen thuộc tuyệt sắc gương mặt lúc hắn có không gì sánh nổi vững tin đây là tần như nguyệt trần mộc Phương Thanh Điệp đồng dạng phát giác đây hết thảy, nàng đôi mắt đẹp đồng dạng mở lớn, không cách nào tin nhìn xem trước mắt thiếu nữ này. Nàng nhiều ít vẫn là biết tần như Nguyệt tồn tại, chỉ là nàng không nghĩ tới, cái này vốn là người đã chất, thế mà lại độ sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Chuyện này là sao nữa? Trần Mộc nhíu mày, ban đầu ở Ninh Quốc, tần như nguyệt chất ở dưới kiếm của hắn, đã đoạn tuyệt sinh cơ, không có khả năng có đường sống. Nhưng là bây giờ, tần như nguyệt sát sát thật thật xuất hiện, còn đình đình ngọc lập đứng ở trước mặt hắn. Chỉ là, từ nhìn thấy nàng một khắc này trần mộc trên thân liền không hiểu sinh ra một loại cảm giác bài xích thậm chí là không hiểu đối với hắn sinh ra mãnh liệt sát tâm Gia hỏa này trần mộc ánh mắt trong nháy mắt băng lạnh nguyên bản thâm thúy đôi mắt càng là từng chút một leo trèo lên tơ mấu lòng sát phạt phun trào ở trong lòng để cho hắn có loại muốn đem tên này thiếu nữ trẻ tuổi chấn sát ở hiện trường xúc động hắn biết rõ loại này cảm giác bài xích là từ đâu mà đến trước kia thiên ma cung dương nhiệt liền để hắn sinh ra loại này cảm giác bài xích bất quá thiên ma cung dương nhiệt vẫn luôn là hoạt động mạnh tại nam châu địa giới mới đúng huống hồ đã sớm bị hắn diệt trừ hầu như không còn mới đúng tần như nguyệt làm sao có thể phục sinh trần mộc người thế nào Bồi ấu vi minh lộ ra phát giác được trần mộc không thích hợp chỗ đôi mắt đẹp nhìn sang một tấm trên gương mặt tươi cười tuyệt đẹp cũng lộ ra một chút vẻ kinh ngạc nàng cơ hồ rất ít gặp đến trần mộc bộ dáng như vậy không có gì trần mộc lắc đầu không có giảng giải trong mắt của hắn tơ mấu toàn bộ đều rút đi ánh mắt bình tĩnh nhìn qua thiếu nữ này phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh qua một dạng. Tần Như Nguyệt không có khả năng còn sống, Trần Mộc rất chắc chắn. Chỉ có một cái giải thích, mượn xác ký sinh, đây là một loại thái cổ thời kỳ yêu đạo cấm thuật, lấy người khác nhục thân muốn ký thúc linh hồn của mình, giống như ban đầu ở thánh trong một lúc, thần tầm phượng tộc thánh loại vừa hiện thế, liền ký sinh tại phương thanh điệp trên thân thể lúc một dạng. Cái này cũng không dễ dàng làm đến, hơn nữa làm trái thiên lý. Rất rõ ràng, đối phương là có chuẩn bị mà đến phóng nhãn toàn bộ trung thổ thần châu yên vũ lâu tuyệt đối là số một đỉnh cấp thế lực lớn bọn hắn danh nghĩa sở hữu rất sinh sản nhiều nghiệp có băng lãnh sát thủ vô tình điện có thu chiếm thiên hạ chân quý trí bảo đấu giá lâu lại có tập kết khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân tuyệt sắc pháo hoa thanh lâu chi địa cái này rất nhiều sản nghiệp chú định lấy yên vũ lâu thế lực vô cùng to lớn bất quá yên vũ lâu từ trước đến nay duy trì trung lập cực ít tham gia người khác địa bàn đấu tranh mà vị này yên vũ lâu bài tôn càng là một vị thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật hắn vừa tiến vào quý gia trong phủ đệ, ánh mắt rất nhiều người cũng đi theo bắn ra mà đến, lửa nóng đánh giá vị này đỉnh cấp đại nhân vật. Liên quý gia lão tổ tại nhìn thấy Yên Vũ Lâu Bài Tôn đến sau đó, cũng lập tức đứng dậy chào đón. Không nghĩ tới Yên Vũ Lâu Bài Tôn đại nhân thế mà tự mình đến thăm, thực sự là lão phu vinh hạnh, ha ha. Yên Vũ Lâu Bài Tôn cười nhạt một tiếng, ôm quyền nói quý lão tổ chính là ta trung thổ thần châu số lượng không nhiều còn sống hào kiệt một trong, hôm nay lại là quý lão tổ thọ yến, lão phu lại có thể nào không tới đâu. Dứt lời, hắn sắc mặt thong dong, vung tay lên, liền có một đạo sáng lạng tia sáng đầy trời tung xuống, từng đạo cất kín tại óng ánh trong hộp ngọc quang hoa chi vật, trình tề bày ra ở bên trên đại điện này, thấy trong đại viện tất cả mọi người đều con mắt tỏa sáng, chảy xuống thèm thuồng chất lòng. Yên Vũ lâu nội tình thâm hậu, phú giáp một phương, càng là thu tập thiên hạ rất nhiều kỳ chân dị bảo, xuất thủ của bọn hắn cũng là tương đương xa xỉ. Cái này linh lang toàn cảnh là hạ lễ, tất cả đều là thế gian hiếm thấy linh đan diệu dược. Có có thể rèn luyện võ giả thể phách, rèn luyện gân cốt luyện thể linh đan, có có thể tẩy cân phạt tủy, đề cao võ đạo thiên phú tẩy tủy linh đan, có có thể chữa trị thương thế, có được người chất sống lại, nhục bạch cốt cứu mạng linh dược, còn có là có thể trực tiếp tăng tiến tu vi, tích chứa vô tận tinh thuần linh khí bổ linh thần đan. Linh lang đầy mắt, không có một kiện là phổ thông giá rẻ chi vật, tất cả đều là có thể đấu giá đỉnh cấp giá trên trời trí bảo. Như vậy rộng rãi đại thủ bút, cho dù là hiện trường rất nhiều đại nhân vật, cũng nhịn không được âm thầm tắc lưỡi, nhiều như vậy linh đan diệu dược, chỉ sợ đã có thể sánh vai vũ hóa thần môn chỗ lấy ra một cái nắm đấm lớn thần tinh đi chu thông lấy ra thần tinh mục đích chủ yếu là muốn đem sinh mệnh bất tử chiếm thành của mình để cho quý gia không còn nhớ thương Mã yên vũ lâu ra đại nghiệp đại căn bản cũng không sợ đắc tội người sao lại cần lấy ra lớn như thế hậu lễ đâu có ít người cảm thấy không hiểu hậu lễ như thế hoàn toàn có thể bồi dưỡng rất nhiều tuổi trẻ tử đệ trưởng thành thế mà như thế khẳng khái đến lấy ra đem tặng một chút lễ mọn cho quý lão tổ chúc thọ, mong rằng quý lão tổ không nên chê mới là yên vũ lâu bài tôn khuôn mặt hoa lệ, phong thần như ngọc, hình như có vô số quang hoàn vòng quanh người. hắn ôm quyền, khách khí nói, quý lão tổ nhìn xem nhiều như vậy hậu lễ, trong lúc nhất thời ánh mắt cũng là lộ ra nóng bỏng chi sắc, nhưng rất nhanh, điểm ấy nóng bỏng liền bị hắn thu liếm. hắn phong độ nhanh nhẹn, ôm quyền cười nói, có thể được yên vũ lâu bài tôn đại nhân như thế khẳng khái đem tặng, quả thật ta quý mẫu người chi phúc. tại chỗ rất nhiều người thấy vậy trong lòng đều ở trong tối tử oán thầm. Lão gia hỏa này, vận khí quá tốt rồi đi, cử hành một hồi thọ yến liền có thể vô duyên vô cớ nhận được nhiều như vậy đồ tốt, phải biết, nhiều như vậy trí bảo đã đủ để cho bọn hắn những võ đạo này thế ra liều đến vỡ đầu mấu chảy mới có thể được đến. Quý lão tổ cười híp mắt, phất phất tay, liền đem bọn hạ nhân đem những quà tặng này đều thu đi. Lúc này, tại chỗ rất nhiều người mới phát hiện, tại Yên Vũ lâu bài tôn sau lưng, từ đầu đến cuối đều đi theo lấy một cái im lặng không lên tiếng điềm tĩnh thiếu nữ, có thể đi theo bài tôn tới tham gia bực này cấp bậc thọ yến, đã chứng minh thân phận của nàng cũng không đơn giản. Vị này là, quý lão tổ đồng dạng phát sát ra, hắn dò xét hướng về phía vị này điềm tĩnh thiếu nữ, nhẹ giọng hỏi. Đây là đồ nhi của ta, tần như nguyệt, mau tới bài kiến quý lão tổ. Yên vũ lâu bài tôn uy nghiêm lên tiếng, tiểu nữ tần như nguyệt, bài kiến quý lão tổ đại nhân. Điềm tĩnh, thiếu nữ nhàn nhạt nở nụ cười, nàng phảng phất cửu thiên huyền nữ ngộ nhập trong phàm trần, cơ thể trắng như tuyết, có lồi có lõm, đường cong chập trùng, giống như ngưng chi mỹ ngọc, rung động lòng người. Giống loại này phong hoa tuyệt đại, huynh quốc huynh thành mỹ nhân tuyệt sắc, đúng là không thường thấy. Hiện trường đã có không ít nam tử trẻ tuổi đều động tâm, ánh mắt nóng bỏng, trong lòng ngứa, tần như nguyệt không chỉ có trời sinh lệ cốt, phong hoa tuyệt đại, càng có yên vũ lâu bài tôn cái tầng quan hệ này tại, nếu là có thể đem nàng này cưới nhập môn, không đơn thuần là truyền đi có mặt mũi, còn có thể huy hoàng tông tộc, mở rộng tự thân thế lực. Ha ha, hảo, quả nhiên là băng thanh ngọc cốt thiên chi kiêu nữ, có thể trở thành yên vũ lâu bài tôn ái đồ nghĩ đến võ đạo thiên phú cũng là tương đương xuất sắc quý lão tổ cười ha ha nói trong góc quý minh hiên ánh mắt nóng bỏng vô cùng một khắc cũng không có từ tần như nguyệt trên thân thể mềm mại rời qua giống loại này không thuộc về phàm trần cho người ta cao thượng vĩnh viễn không bao giờ có thể chạm đến tuyệt đại mỹ nhân nếu là có thể đem nàng trên giường chinh phục đó đúng là cả đời khó quên một lần mỹ diệu thể nghiệm thiếu ra đây là động lòng tại quý minh hiên bên cạnh một cái hạ nhân tựa hồ nhìn ra hắn ý tứ vội vàng nịnh hót đi lên. Quý Minh Hiên liếm môi một cái, khó mà che giấu xung động của nội tâm. Bất quá, hắn cũng không phải không có đầu óc, tại Yên Vũ lâu thế lực to lớn trước mặt, liền xem như cho hắn 10 cái lòng can đảm, hắn cũng không dám làm loạn. Thiếu gia anh tuấn thần võ, giống như chân long hộ thể, lại thiên tư chắc tuyệt, ngộ tính kinh người, còn có quý gia cái tầm quan hệ này tại, thiếu gia nếu là dùng chút tâm tư mà nói, nàng này chẳng phải là ngài lòng bàn tay chi vật. Hạ nhân nịnh nọt cười, a du nịnh hót thanh âm, nhỏ giọng truyền đi qua hừ tiểu tử ngươi ngược lại là nghe dịu dàng quý minh hiên cười lạnh nói mặc dù hắn biết được lời nói này ít nhiều có chút nịnh nọt ý tứ nhưng hắn vẫn là rất thụ dụng lòng tin lập tức tăng nhiều phảng phất đã có thể thấy trước đem nàng này chinh phục tại trên giường hình ảnh tần như nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười tại trong đông đảo ánh mắt nóng bỏng nàng cũng không có chút nào nhát gan sáng tỏ đôi mắt đẹp xẹt qua đám người cuối cùng rơi tới nơi xa trong góc trần mộc trên thân khóe môi chậm rãi nhấc lên một vòng đường cong dường như ngậm lấy một vòng khiêu khích ý vị Trần Mộc ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên Tần Như Nguyệt, mặt không biểu tình, ánh mắt của hai người cách không khí, tại đụng chạm, cuối cùng, hai người đều trầm mặc không nói gì. Thời gian đưa đẩy, đi tới vào lúc giữa trưa, trong đại viện, u hương sông vào mũi, khắp nơi là tức giận hoa tươi cùng xanh biếc na na cây cối, lui tới khách mời càng ngày càng nhiều, có vô số linh cầm chân thú làm thành mỹ vị món ngon, bày ra lên bàn, truyền ra trận trận mùi thơm mê người. Trận này tiệc rượu giá trị đắt đỏ, không thua hàng trăm nghìn khỏa cực phẩm linh thạch, có đủ loại hiếm thấy nguyên liệu nấu ăn, là chuyên môn mở tiệc chiêu đãi trung thổ thần châu đỉnh cấp đại nhân vật mà chuẩn bị. Chu Thông cùng Yên Vũ lâu bài tôn cùng với quý lão tổ các loại đỉnh cấp đại nhân vật, ngồi quanh ở chủ trước bàn trung phẩm món ngon, mà thế hệ trẻ tuổi, nhưng là càng nhiều du tẩu trong đám người, lẫn nhau phàn đàm, trao đổi võ đạo bên trong tâm đắc cùng cảm mộ. Giống loại này đỉnh cấp nhân vật hội tụ ở một đường tràng cảnh cũng ít khi thấy, đám người cũng đều không có lãng phí thời cơ này. Tần Như nguyệt áo trắng tung bay, giống như minh diễm thần lam thụ bàn, đình đình ngọc lập đứng ở trong góc nhỏ, nàng xuất trần mà thánh khiết, không có một chút phong trần chi tượng, băng ngọc chi thân để cho người ta cảm thấy vô cùng xa. Xôi, tựa như nguyệt khuyết bên trong tiên tử, chung quanh không phải là không có nam tử trẻ tuổi muốn qua cùng nàng bắt chuyện, nhưng nghĩ đến trong thân phận chênh lệch cùng với đối phương loại kia thánh khiết băng ngọc khí chất, cũng đủ để cho rất nhiều người chùn bước. Lúc này, một đạo lam nhà thiếu niên chậm rãi tiếp cận, hắn đứng ở tần như nguyệt trước mặt đi, tần như nguyệt dường như có cảm giác, nàng ngẩng đầu, đôi mắt đẹp sóng nước lấp loáng, khóe môi dương lên ý vị không rõ nụ cười, âm thanh êm tai hỏi công tử ngươi có việc không có việc gì chỉ là muốn tới hỏi một chút tần cô nương đến từ nơi nào ngươi cùng ta một vị cố nhân tên một dạng dáng dấp cũng giống nhau như đúc trần mộc lạnh nhạt nói nghe vậy tần như nguyệt dừng lại động tác trong tay nàng bỗng nhiên nâng lên như bạch ngọc thiên nga cái cổ lưu ly li đôi mắt đẹp hình như có vô tận nhu tình quân ý giả dích nàng nhìn chăm chú lên trần mộc hồi lâu không nói lời nào sau một hồi lâu nàng bỗng nhiên phốc phốc một chút bật cười tiếng cười giống như bách tước linh điểu giống như véo von thanh thúy nàng đại mi hơi gấp tuyệt sắc gương mặt lộ ra một chút thiếu nữ hoạt bát chi sắc nói tiểu ca ca người loại này bắt chuyện phương thức tựa hồ rất không giống nhau a trần mộc mặt không biểu tình con mắt màu đen hờ hững nhìn xem nàng bất vi sở động đối phương mỗi tiếng nói cử động một cái nhân mày một nụ cười kiếm vô luận là khí chất cùng hành vi ngôn ngữ cũng không có nửa điểm tần như nguyệt cái bóng này liền giống như là dáng dấp giống nhau như đúc nhưng hành vi cử chỉ lại hoàn toàn tương phản hai người Loại này rất mãnh liệt tương phản, bao nhiêu sẽ cho người có chút không thích ứng. Tiểu ca ca, giống người thành thật như vậy người, vẫn là rất hiếm thấy đâu. Tần như nguyệt ngón tay ngọc nhiễu động lên tóc xanh, bạch y phiêu quyết, không dính khói lửa trần gian tuyệt sắc gương mặt lộ ra thanh thuần khả ái chi sắc, nhẹ nhàng cười nói. Bất quá, xét thấy người vừa mới thành thật, ta có thể trả lời vấn đề của ngươi, ta đến từ Nam Châu Giới, Ninh Quốc, Hoàng Thành. Phía trước gia sư, tiêu lúc mưa, phía trước nhà vị hôn phu, trần mộc, những thứ này, đủ sao? Tần Như Nguyệt khóe miệng nhấc lên một vòng nụ cười như có như không. Đủ, Trần Mộc mỉm cười, chân chính đáp án, hắn đã biết được, cho nên cũng không cần Tần Như Nguyệt lại cung cấp. Tất nhiên Tần cô nương lại yên vũ lâu bài tôn đại nhân ái đồ, cái kia chắc hẳn tu vi võ đạo cực cao, có cơ hội, có thể thỉnh giáo một chút, cáo từ. Trần Mộc hờ hững nói, nói xong, Trần Mộc ôm quyền, định quay người rời đi. Trước chờ phía dưới, nhưng mà, Tần Như Nguyệt mở miệng gọi hắn lại, nàng đi tới, thân thể nhỏ nhắn mềm mại uyển chuyển, như tiên ngọc tinh tâm tạo hình thánh khiết khí chất như tuyết da thịt giống như mang theo xương lạnh nàng đứng ở trần mộc trước mặt cái kia trương xuất trần yêu kiều gương mặt từ đầu đến cuối mang theo nhẹ nhàng ý cười công tử ngươi hỏi xong vấn đề của ta liền rời đi giống như có chút không quá lễ phép a à, ngươi thật giống như không có trả lời vấn đề của ta đâu ngươi muốn hỏi cái gì trần mộc nhìn xem cái này một tấm gần trong gang tất tuyệt sắc gương mặt bất phi sở động đạo tần như nguyệt trong mắt đẹp vẫn như cũng nhu tình như nước quân ý giả dích nàng nhìn chăm chú lên hai con ngươi trần mộc hàm tình mạch mạch nói công tử người có phải hay không thích ta không thích trần mộc không có chút nào do dự hồi đáp tiếp lấy hắn suy tính một chút lại nói tương phản ta rất muốn rất ngươi nghe được câu trả lời này tần như nguyệt không có sinh khí ngược lại nở nụ cười xinh đẹp trong đại việt liền vạn hoa đều ảm đạm phai mờ công tử thực sự yêu thương nói đùa người câu trả lời này vẫn rất tổn thương lòng người trần mộc mặt không biểu tình hắn nhìn chăm chú lên Tần Như Nguyệt một cái nhân mày một nụ cười. Không thể không nói, Tần Như Nguyệt chính xác rất xinh đẹp, trời sinh ngọc cốt, mắt ngọc mày ngài, xuất trần yêu kiều, có thể xưng tụng khuynh quốc khuynh thành, bằng không mà nói, nàng cũng sẽ không tại Ninh quốc thời điểm dẫn ra lấy nhiều nam nhân như thế tâm. Nhưng mà, Trần Mộc lắc đầu, rất nghiêm túc nói, ta không có nói đùa, mặc dù ta tạm thời không biết ngươi là ai. Có mục đích gì, nhưng mà, nếu có cơ hội, ta sẽ lại rất ngươi lần thứ hai, không chút lưu tình. Nghe vậy, tần như nguyệt đôi mắt đẹp chỗ sâu mơ hồ trong đó có một cỗ lạnh thấu xương lệ khí lấp lóe mà qua nhưng rất nhanh loại này lệ khí liền bị nàng che giấu nàng nở nụ cười xinh đẹp nói công tử nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn có khả năng người cuối cùng ngược lại là chất ở trong tay của ta cũng không nhất định trước đây tần như nguyệt cũng là nói như vậy nhưng mà cuối cùng hừ hừ trần mộc cười nhạt một tiếng tiếp lấy không có lại dự định để ý tới nàng vòng qua thân hình của nàng đi về phía địa phương khác chỉ là không đợi hắn đi ra mấy bước, một đạo cao lớn tuấn giật thanh niên thân ảnh, liền chặn đường đi của hắn lại. Trần Mộc ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện người đến người không là người khác, càng là quý minh hiên. Có việc, Trần Mộc lạnh lùng đạo, người vừa mới cùng tần như Nguyệt cô nương nói gì. Quý minh hiên khuôn mặt có một cỗ phiền muộn chi khí, cái chán từng cây gân xanh bạo nhô lên tới, dường như rất tức giận. Vừa mới Trần Mộc cùng tần như Nguyệt nói chuyện với nhau nội dung, hắn cũng không hiểu rõ tình hình, nhưng mà, hắn lại có thể nhìn thấy tần như Nguyệt cười rất vui vẻ, Phảng phất như là nghe được chuyện thú vị gì, đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Hắn sớm đã đem Tần Như Nguyệt trở thành dự định chi vật, há lại để người khác nhúng chàm. Ta nói với nàng cái gì, liên quan gì đến ngươi? Trần Mộc Băng lãnh đạo, bây giờ Quý Minh Hiên đối với hắn mà nói, chỉ là tiểu lâu lâu thôi, hắn sớm đã không đem đối phương coi là đối thủ nhân vật, tất nhiên là không nhắc lên được nửa điểm hứng thú. Nghe Trần Mộc lớn lối như thế thái độ, Quý Minh Hiên cái này hoàn khố tử đệ rõ ràng giận quá, sắc mặt hắn dần dần trở nên dữ tợn, uy hiếp nói. Trần Mộc, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi bây giờ vào vũ hóa thần môn, liền có thể trong mắt không người, tần như nguyệt là ta, ngươi nếu dám nhúng chảm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Mộc lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đứa đần, hắn quay người trực tiếp đi ra, lời nhắc cùng cái này đần độn hoàn khố tử để tốn nhiều miệng lưỡi,